Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 175. Chương 1741, đột kích. Không tốt. Trong nháy mắt khi Tuyết Mị Yêu rơi xuống đất, Hoàng Vạn Hằng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mục tiêu của yêu vật này căn bản không phải Lạc Hồng, mà là chính mình ở trên cùng một đường thẳng. Nhưng mà, ngàn trượng dưới sự toàn lực chạy trốn của Tuyết Mị Yêu, Hoàng Vạn Hằng chỉ kịp tế ra một khối ngọc bài màu vàng. Làm nó ngưng tụ ra một tầng hoàng phong hộ cháo, liền bị một cỗ cự lực lật tung trên mặt đất. Mà ngay khi hắn muốn thi pháp phản kích, hai mắt liền đối diện với đôi mắt hơi hiện ra kim mang của Tuyết Mị Yêu. Sau một khắc, một mảnh tinh không mênh mông liền hấp dẫn lấy tâm thần của hắn, cũng nương theo nhật nguyệt luân chuyển, càng lún càng sâu. Ngay khi Hoàng Vạn Hằng lộ vẻ mê mang, khí tức vòng bảo hộ màu vàng quanh người hắn ta cũng giảm xuống. Tuyết Mị Yêu bắt lấy cơ hội, bốn tay vừa động, liền đem vòng bảo hộ này xé rách ra. Lập tức, bốn xúc tu sau lưng nàng cuốn một cái, liền trói chặt toàn bộ người Hoàng Vạn Hằng ở trước ngực. Sau đó hàn khí trong miệng yêu vật này phun ra, đúng là đông kết áo bào Hoàng Vạn Hằng lại, thoáng đụng một cái, liền biến thành một mảnh băng phấn phiêu tán ra. Sau mấy hơi thở, hai gã trưởng lão họ Cầu cảm ứng được động tĩnh ở nơi đây liền dẫn theo đám người Mục Yên Hồng đến trợ giúp. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, bọn họ lại đều không khỏi lộ ra thần sắc chán ghét, không hẹn mà cùng quay đầu đi. Cái này cũng không thể trách bọn họ đang diễn Hoàng Vạn Hằng, chỉ vì giờ phút này một người một yêu thật sự là quá cay mắt. Đại ca, hắn đang làm cái quỷ gì vậy? Cưu Khắc không nghĩ ra, Hoàng Vạn Hằng làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại bị một Tuyết Mị Yêu bắt được. Trước mặc kệ cái này, ra tay cứu hắn rồi nói sau. Cưu Thân không muốn biết Hoàng Vạn Hằng có đam mê độc đáo gì, chỉ biết nếu bọn họ không ra tay, đối phương sẽ bị hút khô dương khí. Vù, khá tốt, Mạc trưởng lão không sao đâu. Sau khi khiếp sợ, Nghê Nghê lập tức tìm kiếm thân ảnh của Lạc Hồng, thấy hắn bình yên vô sự, chỉ là khí tức có chút dao động ngồi xếp bằng ở đó, mới yên lòng. Mục Yên Hồng ở bên cạnh nghe vậy suýt chút nữa không nhịn được trợn trắng mắt, nàng biết rất rõ dị trạng trước mắt của Hoàng Vạn Hằng chắc chắn có liên quan đến Lạc Hồng. Mà đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn bực này, ngươi đã làm gì Tuyết Mị Yêu kia? Mục Yên Hồng lập tức tò mò truyền âm hỏi. Mục tiên tử, ngươi có nghĩ tới, ngươi làm như vậy rất có thể sẽ hại chết đám người vô tội bọn người Trệ Nghê không? Lạc Hồng lại không có ý giải thích, ngược lại chất vấn. Mà đạo hữu quả nhiên là người thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt mưu đồ của thiếp thân. Không sai, bọn họ đích xác sẽ gặp phải một hồi nguy cơ sinh tử, nhưng muốn nói bọn họ vô tội, vậy coi như sai 10 phần. Dù sao, thiếp thân làm tất cả những thứ này chính là vì giải quyết triệt để tranh đấu giữa hai bên. Đột nhiên chất vấn như thế, Mục Yên Hồng đúng là nghe hiểu ngay, lúc này nghiêm nghị trả lời. Lý do đường hoàng như vậy, nếu chính bọn người Lam Nghê nghe được, có lẽ đều sẽ sinh ra ý niệm hiến thân, nhưng Mục tiên tử cũng đừng quên, Mạc Mỗ mới đến Hoang Lan đại lục không bao lâu. Tương lai của mảnh đại lục này như thế nào, đối với Mạc Mỗ mà nói căn bản là không quan trọng. Nhưng Cố trưởng lão và Linh tiên tử cũng đã có một chút giao tình với Mạc Mỗ. Tuy không thể nói là hảo hữu chí giao gì, nhưng muốn Mạc Mỗ trơ mắt nhìn bọn họ chết dưới âm mưu của ngươi, vẫn không làm được. Lưu Trường Lâm đối đãi với hắn thành tâm, Cố Vô Ngân làm người hào sảng, tuy rằng Kỳ Nghê thèm thân thể hắn, nhưng cũng thông qua luyện đan giúp hắn một tay. Cho nên, sau khi Lạc Hồng ý thức được Mục Yên Hồng muốn làm gì, trước tiên liền lo lắng cho an nguy của hai người bọn họ. Thiếp thân lúc trước ngược lại là không nhìn ra, mà đạo hữu ngươi lại còn là một người trọng tình trọng nghĩa. Bất quá ngươi không giúp được bọn hắn, ngươi trọng thủy môn lập tức sẽ đến, mà thủ đoạn ta chuẩn bị cũng chỉ đủ cho ngươi và ta thoát thân. Mặt khác, mà đạo hữu cũng đừng nghĩ đến việc tiết lộ việc này ra. Nói thật cho ngươi biết, nhà độc hành cũng là một trong số những người đứng phía sau màn. Mục Yên Hồng nghe vậy thì nhíu mày lại, đầu tiên là lộ vẻ bất ngờ, sau đó cảnh cáo. Cái này không cần tiên tử nói, Mạc Mỗ cũng có thể đoán được. Lạc Hồng lúc này không chút ngạc nhiên nói. Dù sao, kế hoạch của Mục Yên Hồng chính là sau khi gặp mặt nhạc độc hành kia triển khai,
Hoàng Vạn Hằng chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị nàng lợi dụng mà thôi. Nàng cố ý dụ Hoàng Vạn Hằng đi tìm phiền phức cho mình, chính là vì sau khi tiến vào thủy hỏa bí cảnh, kéo dài thời gian mọi người tiến về khu vực trung ương, để La Chiêu Phong bên kia đuổi giết tới. Bởi vì chỉ có mọi người bị La Chiêu Phong bên kia chặn giết, nàng này mới có thể mang theo hắn thuận lý thành trương thoát ly đội ngũ, đi hoàn thành mục đích chuyến này của nàng. Nếu không nàng trực tiếp ngay từ đầu không hội hợp với đám người Hoàng Vạn Hằng, vậy chờ bọn hắn đến khu vực trung ương, tu sĩ tông môn Tây Hoang thấy bên bọn hắn thiếu đi hai người, tất nhiên sẽ hoài nghi. Đừng nhìn đây chỉ là một chi tiết nho nhỏ, nhưng lưỡng hoang tranh đấu vô số năm tháng, từng người đều ăn vô số thiệt thòi, lơ đễnh, loại sai lầm này, song phương sớm đã không tái phạm. Nhưng chỉ cần kế hoạch của Mục Yên Hồng được thực hiện một cách thuận lợi, thì hai người họ sẽ có lời giải thích hợp lý cho sự mất tích. Tông môn Tây Hoang bên kia sẽ chỉ vì Tùng Hạc Lâu hao binh tổn tướng mà mừng thầm, cũng sẽ không có chút hoài nghi nào. Hành sự bí ẩn như vậy, thậm chí không tiếc đặt 5 vị trưởng lão quan trọng trong môn vào tình cảnh nguy hiểm, không cần nghĩ cũng biết Mục Yên Hồng có mưu đồ rất lớn với người đứng sau lưng nàng ta. Đối với Lạc Hồng mà nói, tất nhiên là hắn không muốn bị cuốn vào trong đó. Nhưng Mục Yên Hồng hiển nhiên không cho hắn cơ hội lựa chọn, đám người La Chiêu Phong dám đến chặn giết bọn họ, tất nhiên là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, liều mạng không thể nghi ngờ là hành động không khôn ngoan. Nhưng mà muốn thoát thân, ở trong băng uyên sơn mạch dày đặc cấm chế này, hắn nhất định phải dựa vào Mục Yên Hồng. Mặc dù bọn họ có thể đi được, nhưng đối với đám người Lam Nghê trước mắt nguy hiểm hoàn toàn còn hoàn toàn không biết gì cả, lại rất có thể sẽ vẫn lạc dưới đánh lén của bọn người La Chiêu Phong. Nếu chỉ là một đám người xa lạ, Lạc Hồng đương nhiên sẽ cùng Mục Yên Hồng thoát thân trước, sau đó mới cùng nàng tính sổ. Nhưng tình huống trước mắt lại không phải như thế, điều này khiến Lạc Hồng đưa ra một lựa chọn khác. Nếu đạo hữu đều hiểu, vậy thì chuẩn bị cho tốt, một khi đám người La Chiêu Phong ra tay, ta và ngươi liền. Mục Yên Hồng đang muốn nói ra kế thoát thân của nàng, nhưng ngay sau đó, Lạc Hồng lại truyền âm cắt đứt nàng, một khi bọn họ ra tay, Tuyết Mị Yêu sẽ lập tức cuốn lấy một cái. Đến lúc đó, hai bên tất nhiên đều sẽ có chút trở tay không kịp, ngươi mang theo Hám Nghê đi trước, Cố Vô Ngân ta đi chỗ đó. Giọng điệu Lạc Hồng lúc này tuy rằng bình thản, nhưng nghe vào trong tai Mục Yên Hồng, lại không hiểu sao lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. Ta không thể mạo hiểm. Ngươi không biết chúng ta vì kế hoạch này mà bỏ ra bao nhiêu đâu. Sau khi sửng sốt một chút, Mục Yên Hồng lập tức từ chối nói. Nếu còn muốn để Mạc Mỗ xuất lực, Mục tiên tử tốt nhất là làm theo lời ta nói. Nếu không chỉ dựa vào bản thân Mạc Mỗ liều mạng tổn thương chút nguyên khí cũng có thể mang hai người bọn họ đi. Lạc Hồng không quan tâm đến kế hoạch của Mục Yên Hồng có thành công hay không, đương nhiên sẽ không quan tâm trước đó cô ta đã bỏ ra bao nhiêu, lập tức trực tiếp uy hiếp. Ngươi thành công thăng cấp món không gian tiên khí kia rồi hả? Mục Yên Hồng lập tức bất ngờ nói, dù sao thì khoảng cách từ lúc giao dịch hội qua đi mới chỉ có mười mấy ngày. Đối phương cho dù ở trên giao dịch hội có được đầy đủ pháp tài không gian, cũng không có đủ thời gian tế luyện tiên khí mới đúng. Lạc Hồng không trả lời, cho thấy vừa rồi hắn đã hạ thông điệp cuối cùng. Mục Yên Hồng nhất thời không đoán được Lạc Hồng đang lừa nàng, hay là xác thực có nắm chắc, không khỏi lâm vào trong do dự. Nhưng một hơi sau, nàng đột nhiên có cảm ứng, lập tức biến sắc truyền âm nói, không tốt, bọn họ đến rồi. Mà đạo hữu, tốt nhất ngươi không phải đang gạt ta. Dứt lời, Mục Yên Hồng lắc mình một cái, liền đi tới bên cạnh Lận Nghê. Mục trưởng lão, người. Hám Nghê bị nàng làm cho hoảng sợ, đang muốn hỏi cái gì, đã thấy một đạo ô quang từ đằng xa bay vụt đến, trực tiếp nện vào phía sau lưng của cửu thần đang đấu pháp cùng Tuyết Mị Yêu. Đại ca, mắt thấy cửu thần phun ra một ngụm máu lớn, rơi xuống đất, cửu khắc lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng đạo ô quang kia lập tức xoay chuyển, trực tiếp bay về phía mặt hắn. Cửu khắc không chút nghĩ ngợi, liền tế ra một tấm khiên lớn đầu quỷ che trước người, từ trong miệng thổi ra một luồng gió mạnh màu đen, ngưng tụ ra một bức tường gió dày hơn một trượng. Dưới tiên nguyên lực điên cuồng quán chú vào, đầu lâu ác quỷ quỷ đầu Đại Thuẫn Sơn lập tức sống lại, trên mặt hiện ra trọn vẹn 19 mai đại đạo kim văn. Ngay sau đó, quỷ này hé miệng, lộ ra một miệng răng nanh, đúng là trực tiếp cắn về phía đoàn ô quang đang bay tới. Nhưng mà sau một khắc, khuôn mặt dữ tợn của con quỷ này bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy dưới sự trùng kích của đoàn ô quang kia. Tất cả răng nanh của nó dường như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, đồng loạt đứt gãy. Sau đó,
Đoàn ô quang trực tiếp bay vào cái miệng khổng lồ của con quỷ, trong tiếng kêu thảm thiết, không đầy một lát từ phía sau nó chui ra. Điều đó không có khả năng. Cừu Khắc thấy thế kinh hãi, dù sao không ai hiểu rõ sự lợi hại của quỷ đầu đại thuẫn hơn hắn. Vì vậy, hắn vội vàng duỗi ra kiếm chỉ điểm vào mi tâm, hút ra một giọt tinh huyết, sau đó ném nó đến phía trước phong tường màu đen. Lập tức, bức tường gió màu đen này liền hướng chính giữa ngưng tụ, hóa thành một cái khô lâu cực lớn cao 10 trượng, do ác phong màu đen cuốn thành. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hai tay hắc phong khô lâu bỗng nhiên hợp lại, đè ép đoàn ô quang kia vào chính giữa, phát ra tiếng rít bén nhọn. Lúc này, uy năng của vật đánh lén đã suy giảm, khiến cho ô quang tán phát ra ảm đạm một chút, lộ ra một vòng tròn màu đen lớn cỡ bàn tay, ở rìa có 32 cái răng cưa. Càng kinh người hơn là, trên mỗi một răng cưa kia lại đều có một quả đại đạo kim văn, quả nhiên là thượng giai tiên khí. Sắc mặt Cừu Khắc trầm xuống, muốn tiến thêm một bước thôi động thần thông, tạm thời vây khốn bảo vật này. Nhưng vào lúc này, trong tiếng rít mãnh liệt kia lại truyền ra từng tiếng vù vù, thẳng đến nguyên thần như cầu khắc, khiến nó như rơi vào biển sâu, bị một lực lượng càng lúc càng lớn đè ép. Nguyên thần bị nhiễu, hắc phong khô lâu lập tức có chút bất ổn lắc lư một cái, lại để cho viên luân màu đen từ trong song trưởng thoát ra, lần nữa đánh úp về phía mặt của Cừu Khắc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, một vệt kim quang từ bên cạnh nhanh chóng phóng tới, va chạm với viên luân màu đen kia. Oanh một tiếng, cả hai đồng thời bay ngược ra ngoài. Trong kim quang lộ ra một viên châu màu vàng, bay ngược ra sau trăm trượng mới quay tròn về lại lòng bàn tay phải của chấp pháp trưởng lão. Mà viên luân màu đen kia cũng không phát động thế công nữa, xoay một vòng trên không trung, liền bay đến trước người một gã nam tử áo đen, bắt đầu xoay quanh gã. Đoạn hồn luân sao lại nằm trong tay ngươi? Ngươi là gì của Tống đạo chủ? Mễ trưởng lão giờ phút này một bên đút một viên đan dược vào miệng cừu thần, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chính là gia sư. Nam tử áo đen không phải ai khác, chính là La Chiêu Phong đang truy tung đến. Khi hắn hiện thân, đồng thời đại hán ba mắt cùng nam tử thùng sắt cũng từ các phương hướng khác nhau phi độn lên, vây quanh tòa băng sơn chỗ Lạc Hồng đang đứng. Không xong, là tu sĩ trọng thủy môn. Sau khi thấy rõ quần áo và tu vi của ba người, trên mặt Cù Ngê lập tức lộ vẻ sợ hãi nói. Hừ, coi như ngươi may mắn. Mục Yên Hồng lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng, tay phải đặt lên vai trái của Hám Ngê, lấy ra một hạt châu màu xanh lam chói mắt. Bành một tiếng bóp nát nó, một cỗ hàn phong màu lam nhạt liền bao phủ hai người các nàng. Một cuốn, lập tức khiến các nàng biến mất ngay tại chỗ. Dị biến như thế, thoáng cái liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đại hán ba mắt nhìn thoáng qua nơi hai nữ tử biến mất, lập tức nhíu mày truyền âm nói, tên kia không phải chạy rồi chứ. Yên tâm, độn không các chủ kia chính là nam tu, tất nhiên không ở trong đó. Đối với Mục Yên Hồng rời đi, La Chiêu Phong cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng tin tưởng nữ nhân này làm quốc chủ La Sát Quốc, sẽ không ra tay với Tống Thanh, cũng không có thực lực kia có thể lưu hắn lại. Nhưng các chủ độn không cùng giao bát kia, một người nắm trong tay không gian pháp tắc, một người có đủ thực lực, lại là hiểm nghi cực lớn. Ngươi có nhận ra vị độn không các chủ kia không? Nam tử thùng sắt dùng giọng nói khàn khàn truyền âm nói. La Mỗ chưa thấy qua hình dáng của hắn, bất quá nơi đây tổng cộng cũng chỉ có ba nam tu phù hợp với tu vi của hắn, tất cả đều bị tước bỏ tay chân bắt trở về là được. La Chiêu Phong cũng không cảm thấy chuyện này có gì khó khăn, nếu như có thể, những tu sĩ tùng hạc lâu này, hôm nay một người hắn cũng không muốn buông tha. Nếu như thế, để ta tới bắt người. Dứt lời, nam tử thùng sắt trực tiếp bay về phía Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên núi băng. La Chiêu Phong và đại hán ba mắt lập tức hiểu ý, lập tức muốn ra tay, dây dưa với ba người Cừu Khắc. Bọn họ chỉ truyền âm trong thời gian cực ngắn, lúc này ba người Cừu Khắc mới thu hồi ánh mắt, thấy thế tuy trong lòng khổ sở nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn nghênh địch. Nhưng vào lúc này, Tuyết Mị Yêu vốn yêu thích Hoàng Vương Hằng không buông tay lại đột nhiên vứt nàng đi như vứt bỏ giày rách, hai chân khẽ động, liền bay vụt về phía đại hán ba mắt. Muốn chết! Lúc này đại hán ba mắt giật mình, gầm thét từ mi tâm bắn ra một đạo quang mang màu xanh đen. Quang mang này đánh vào trên người Tuyết Mị Yêu, lại như lôi đình nổ vang, nhuộm nửa người nàng thành màu xanh đen, hiển nhiên bao hàm một loại kịch độc nào đó. Nhưng Tuyết Mị Yêu đối với chuyện này lại không quan tâm, giống như điên mà thúc đẩy gió lạnh quanh mình, muốn
đem đại hán ba mắt cũng giống như Hoàng Vương Hằng trước đó bao vào trong ngực. Đáng chết! Đại hán ba mắt không có cách nào, chỉ có thể dùng thần thông vốn có để đối phó ba người cừu khắc, đánh tới trên người Tuyết Mị Yêu. Cơ hội tốt! Ba người cừu khắc thấy thế đôi mắt lập tức sáng ngời, không hẹn mà cùng ra tay, đem thủ đoạn của mình oanh hướng đại hán ba mắt. Chương 1742, lực lượng kim tiên. Ba đạo tiên quang đánh tới, trong lòng đại hán ba mắt cuồng lẫm. Nếu như bị đánh trúng, vậy hắn không chết cũng phải trọng thương. La trưởng lão cứu mạng, dưới sự sợ hãi, hắn đành phải cầu cứu La Chiêu Phong. Lập tức, đoạn hồn luân bay đến một nửa lúc này ở trên không trung xoay một cái, đầu tiên là gọn gàng linh hoạt chém Tuyết Mị Yêu thành hai nửa, sau đó liền bay về phía ba đạo tiên quang mạnh mẽ kia. Thấy vậy, nam tử thùng sắt đang bay về phía đỉnh núi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn về phía trưởng lão Tùng Hạc Lâu đang chìm sâu vào huyễn thuật, đã thấy đối phương chẳng biết từ lúc nào đã khôi phục thanh minh, giờ phút này đang hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung tay phải một cái. Không đợi nam tử thùng sắt kịp phản ứng, một đạo ngũ sắc linh quang chói mắt liền đập vào mắt của gã, ngay sau đó một cỗ man lực tràn trề từ bên người gã truyền đến. Nam tử thùng sắt vừa định thi triển thần thông ngăn cản, tiên nguyên lực trong cơ thể lại tựa như bị giam cầm hơi chậm lại. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng, nam tử thùng sắt liền giống như một con ruồi, bị một bàn tay năm màu to lớn quạt bay ra ngoài. Thân hình bay vụt, liên tiếp đông 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 đập xuyên mấy tòa băng sơn. Mà đúng lúc này, Lạc Hồng lắc mình một cái liền đi tới trước mặt Cố Vô Ngân, đưa tay chảo một cái ở đầu vai hắn, liền quát khẽ, đi. Vừa mới nói xong, linh quang màu bạc chói mắt đã bao phủ hai người bọn họ. Không tốt, mau giữ hắn lại. Cảm ứng được không gian pháp tắc dao động rõ ràng, La Chiêu Phong ý thức được đối phương chính là độn không các chủ mà hắn muốn tìm, lập tức hô lên. Sau một khắc, trong hố sâu do đại hán thùng sắt kia tạo ra, ngàn vạn hắc ti bắn nhanh ra, trực tiếp bay về phía ngân mang. Nhưng ngay trong nháy mắt khi mưa tơ đen tới người, quang đoàn màu bạc liền co rụt lại, mang theo hai người Lạc Hồng dịch chuyển đi. Đáng giận. Mắt thấy độn không các chủ chạy đi ngay dưới mí mắt mình, La Chiêu Phong lập tức nổi giận, trong ánh mắt nhìn về phía đám người Mễ trưởng lão nổi lên sát ý. Cưu trưởng lão, thương thế của ngươi thế nào? Chấp pháp trưởng lão bị hắn nhìn đến trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Thương thế không nhẹ, nhưng còn có thể đè xuống, kế tiếp liền do hai huynh đệ chúng ta đối phó đoạn hồn luân kia. Cưu thân cũng không biết là dùng đan dược gì, khuôn mặt vừa rồi còn trắng bệch như tờ giấy, hiện đã khôi phục đỏ ửng, ngay cả khí tức cũng bình ổn lại. Dứt lời, hắc sắc ác phong đồng dạng gào thét trước người cừu thần, ngưng, tụ thành một vòi rồng khổng lồ cao mấy trăm trượng. Cừu khắc ở bên cạnh thấy thế, lập tức điều khiển hắc phong khô lâu đưa tay chộp về phía vòi rồng. Trong chốc lát hai cỗ lực lượng tương dung, long quyển to lớn kia vừa mới thu lại, vậy mà hóa thành một thanh thần kiếm hắc phong vờn quanh. Không chút do dự, hắc phong khô lâu gầm thét, tay kia cũng nắm lấy chuôi kiếm, lập tức vung lên chém về phía La Chiêu Phong. Chết đi cho ta! Cưu thần cầu đồng loạt quát lên. Thật đúng là danh bất hư truyền, bất quá vẫn vô dụng. Trong mắt La Chiêu Phong lóe lên lệ mang, vừa mới ngăn lại ba đạo tiên quang, lúc này ô quang có chút ảm đạm đoạn hồn luân lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức tuyệt cường. Ô ô một chuyển, liền hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, bắn thẳng đến hắc phong thần kiếm kia. Hai người chạm vào nhau, nhưng lại không phát ra tiếng nổ kinh thiên gì. Tia chớp màu đen kia đúng là không bị trở ngại mảy may, tựa như bổ ra không khí, trực tiếp đem hắc phong thần kiếm một phân thành hai. Lực lượng kim tiên, ngay khi Mễ trưởng lão kinh hô, đạo tia chớp màu đen kia đã từ giữa hai người cừu thần và cừu khắc chợt lóe lên. Chỉ thấy ánh mắt hai người bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó phốc một tiếng, đầu của bọn họ liền cùng nhau bay lên, đúng là đã bị diệt sát thân thể. Sau một khắc, hai đạo hắc mang từ đan điền hai người bay ra, đâm vào trong ngực chấp pháp trưởng lão. Đi! Chấp pháp trưởng lão lúc này không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn tuy biết lực lượng kim tiên của đối phương không phải vô hạn, cũng không có khả năng liên tục vận dụng, nhưng lấy hai địch ba, bọn họ tuyệt không có cơ hội thắng. Phản ứng của Mễ trưởng lão cũng không chậm, ném ra một cái túi rồi thu Hoàng Vạn Hằng lại, sau đó liền theo sát đối phương phi độn mà đi. Lần này, nhất thời khổ cho một nam hai nữ còn lại ba tên trưởng lão Tùng Hạc Lâu. Bọn họ không quen cấm chế nơi đây, sau khi khai chiến cũng không có chạy được bao xa,
mà cửu thần và cửu khắc lại bị bại nhanh như vậy. Thế cho nên giờ phút này bọn họ vừa mới khởi động độn quang, liền bị đông đảo tơ đen bắn vào thân thể. Lập tức, ba người chỉ cảm thấy lẫn vào thân tê dần, tiên nguyên lực trong cơ thể liền không bị khống chế. Ngay khi linh quang bên ngoài thân bọn họ tiêu tán, muốn rơi xuống đất, nam tử thùng sắt kia bỗng nhiên xuất hiện ở gần bọn họ. Áo bào đen tung lên, ba bàn tay vàng như nến liền từ trong đó duỗi ra, phân biệt nắm lấy đầu ba người. Ngô Cực, ngươi xảy ra chuyện gì? Lại bị thua thiệt trong tay một tên chân tiên sơ kỳ. Đại hán ba mắt lập tức lắc mình mà đến, mở miệng chính là chất vấn. Nếu không phải ngươi là gia hỏa vô dụng này đột nhiên cầu cứu, Ngô Mỗ há lại sẽ trúng chiêu. Ngô Cực lập tức phản bác. Dưới cơn thịnh nộ, lực đạo trên tay hắn thoáng tăng lên, lại bóp nát đầu một nữ tiên. Hạ trưởng lão, hai người kia thấy thế lập tức kêu lên một tiếng bi thiết. Đáng, chết, lãng phí một cái. Ngô Cực lại mắng một tiếng. Nhao nhao cái gì mà nhao. Nơi khác khó nói, nhưng ở chỗ này, tên kia tất nhiên trốn không xa. Lúc này La Chiêu Phong cũng phi độn tới, khí tức suy yếu không ít. Hiển nhiên, lực kim tiên khu xử phong ấn trong đoạn hồn luân khiến hắn bỏ ra một chút đại giới. Ngô trưởng lão, cuối cùng ngươi có để lại ấn ký thành công không? May mắn không gian trong bí cảnh đặc thù, làm cho truyền tống của hắn chậm một chút, Ngô Mỗ mới miễn cưỡng lưu lại khí tức trên người người hắn mang đi. Ngô Cực lập tức gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi lập tức bắt đầu đi, tuyệt đối phải ở trước khi bọn hắn đuổi tới khu vực trung ương, lần nữa chặn bọn hắn lại. La Chiêu Phong nhìn hai người một thi trong tay Ngô Nan giải quyết, lập tức thúc giục nói, được, Ngô Mỗ sẽ thi triển thần thông. Ngô Cực nghe vậy cười tà dị, chiếc áo choàng đen rộng thùng sắt thoáng tách ra hai bên, nhét nam tu trong tay vào trong. Gương mặt cứng ngắc của nam tu kia lập tức vặn vẹo, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Rất nhanh, thân hình của hắn đã biến mất trong hắc bào của Ngô Cực. Theo từng tiếng nhai nuốt máu thịt vang lên, một tầng huyết quang hiện lên quanh người Ngô Cực. Cùng lúc đó, một chỗ trong băng uyên sơn mạch, một đoàn ngân mang đột nhiên hiện ra, lập tức hai đạo nhân ảnh từ đó lảo đảo đi ra, chính là Lạc Hồng và Cố Vô Ngân. Vừa hiện thân, Lạc Hồng liền đánh giá bốn phía. Vì cố gắng hết sức nhanh và xa để truyền tống ra ngoài, hắn cũng không có cẩn thận xác định mục tiêu, chỉ ổn định một phương hướng đại khái. Trước mắt xung quanh hết sức bình tĩnh, không có chút khí tức cấm chế nào, hiển nhiên bọn họ cũng không có trực tiếp rơi vào trong một cấm chế. Mạc trưởng lão, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mục tiên tử đã mang sư tỷ của ta đi đâu rồi? Cố Vô Ngân là hào sảng, nhưng không ngốc, Mục Yên Hồng phản ứng nhanh như vậy, hơn phân nửa sớm đã biết tu sĩ trọng thủy môn sẽ đến chặn giết. Mà Lạc Hồng mặc dù không làm được rõ ràng như vậy, nhưng cũng vô cùng khả nghi. Cố trưởng lão, mặc dù Mạc Mỗ sớm nhìn ra một chút manh mối, nhưng cũng không biết toàn cảnh, chỉ có thể nói cho ngươi biết việc này liên quan đến mưu đồ của Nhạc đạo chủ. Lạc Hồng lập tức vừa thi triển khiên cơ thuật liên lạc Mục Yên Hồng, vừa nhanh chóng giải thích. Nhạc đạo chủ, ngươi làm sao có thể chứng minh? Cố Vô Ngân trong lòng cả kinh, nhưng cũng không lập tức tin tưởng. Thật ra cố trưởng lão không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết, nếu như Mạc Mỗ bỏ chạy một mình, căn bản không cần phải mạo hiểm như vậy. Lạc Hồng hiện tại không có thời gian giải thích với Cố Vô Ngân từ đầu tới đuôi một phen, chỉ có thể đánh thẳng vào chỗ hiểm của địa đạo. Cố Vô Ngân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt hơi hòa hoãn gật gật đầu. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, nhưng bây giờ xem ra, đối phương ít nhất đối với hắn là không, có ác ý. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ngay lúc Cố Vô Ngân đặt câu hỏi lần nữa, pháp trận linh quang đang chuyển động trong tay Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại, sau đó một giọng nữ liền từ trong đó truyền ra. Mà đạo hữu, ngươi thành công thoát thân chưa? Đương nhiên, mau đưa bản đồ bí cảnh cho ta. Lạc Hồng lúc này yêu cầu. Ngươi chỉ cần dùng khiên cơ thuật nói phương vị của ngươi cho thiếp thân sẽ nhanh chóng chạy tới. Mục tiên tử lại không muốn nói. Ngươi có thể chỉ đưa cho Mạc Mỗ một phần bản đồ, để Mạc Mỗ không thể tiến về khu vực trung tâm, nhưng tuyệt đối không thể để Mạc Mỗ chờ tại chỗ. Lạc Hồng biết Mục Yên Hồng sợ hắn chạy, lập tức liền lui nhường một bước nói. Trầm mặc một lát, trong pháp trận linh quang đột nhiên truyền đến một đạo thần niệm. Cho ngươi, chúng ta hội hợp ở Hàn Cấn Tháp. Lạc Hồng thu thần niệm vào nguyên thần nhất luyện, liền chiếm được băng uyên sơn mạch cùng với bản đồ đi tới Hàn Cấn Tháp. Hàn Cấn Tháp, chỗ đó đã rất gần khu vực trung ương, đi vào trong đó làm gì?
Cố Vô Ngân nghe vậy nghi ngờ nói, ngươi biết Hàn Cấn Tháp kia? Lạc Hồng thu lại pháp trận linh quang, dò hỏi. Mạc trưởng lão nên biết, thủy hỏa bí cảnh này có hàn tứ vực và hỏa tứ vực, số lượng bát quái. Mà mỗi một vực ở địa phương tiếp cận sân thí luyện trung ương đều sẽ có một tòa tháp cao trăm trượng. Hàn Cấn Tháp chính là một trong số đó. Cố Vô Ngân lúc này trả lời. Vậy những vực tháp này có huyền diệu gì? Lạc Hồng tiếp tục hỏi. Cố Mỗ kỳ quái chính là cái này, tám tòa vực tháp này sớm đã bị vứt bỏ, lối vào ngay cả một đạo cấm chế cũng không có. Vẻ nghi ngờ trên mặt Cố Vô Ngân càng đậm hơn mà nói. Nói như thế, tháp này rất có thể chính là một nơi đơn thuần hiểu hòa. Không quan tâm nữa, trước tiên phải xác định xem chúng ta đang ở đâu đã. Sau khi trầm tư mấy hơi, Lạc Hồng cũng không tìm được đầu mối gì, tay phải vung lên liền tràn ra rất nhiều huyết mũi, bay về bốn phương tám hướng. Băng Uyên Sơn Mạch Băng Sơn vẫn luôn biến hóa tự thân trong gió tuyết, cho nên không cách nào thông qua địa mạo để xác định phương vị. Nhưng cấm chế nơi đây lại khác biệt, chỉ cần để cho huyết văn xúc động một cấm chế trong đó, hắn tự nhiên có thể thông qua địa đồ vừa mới lấy được, xác định vị trí của hắn và Cố Vô Ngân. Mà ngay khi Lạc Hồng đang chuyên tâm ở đây, Cố Vô Ngân đột nhiên cảm thấy cổ hơi ngứa, sơ sạng một chút nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Bên kia, Mục Yên Hồng vừa mới kết thúc liên lạc với Lạc Hồng, muốn thúc giục pháp trận màu trắng dưới chân, mang theo Loan Nghê truyền tống ra khỏi Băng Uyên Sơn Mạch. Chờ đã, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Lúc này Khuyết Nghê cách Mục Yên Hồng hơn một trượng, thần sắc đề phòng nói. Ngươi không nghe thấy sao? Đi Hàn Cấn Tháp. Mục Yên nhíu mày nói. Kế hoạch trước mắt chỉ có thể nói là miễn cưỡng thuận lợi, tâm tình của nàng không được tốt lắm. Ỉ, sao ngươi muốn cưỡng ép ta? Cù Nghê vô cùng không tín nhiệm nhìn Mục Yên Hồng nói. Cưỡng ép ngươi, nếu không phải Mạc đạo hữu mãnh liệt yêu cầu, ta căn bản sẽ không cứu ngươi. Nếu như tất cả đều theo kế hoạch, đứng ở đây hẳn là ta và Mạc Bất Phàm. Mục Yên Hồng suýt chút nữa bị chọc tức đến bật cười, lập tức nâng cao giọng nói. Kế hoạch, những tu sĩ trọng thủy môn kia là ngươi đưa tới. Nét đề phòng trên mặt Cù Nghê càng nặng hơn. Lợi dụng mà thôi. Rốt cuộc ngươi có đi hay không? Đừng trách tỷ tỷ ta không nhắc nhở ngươi, một mình ngươi lưu lại chỉ có một con đường chết. Mục Yên Hồng có chút không kiên nhẫn nói, ta đi theo ngươi, nhưng không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng Mạc trưởng lão. Nghe tuy rằng còn không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã ý thức được Lạc Hồng vì nàng mà phá hư kế hoạch của nữ nhân xấu xa trước mắt này. Tùy ngươi, Mục Yên Hồng lười nói thêm gì nữa, thần niệm thúc giục. Cả tòa truyền tống trận liền sáng lên linh quang màu trắng. Một ngày sau, tại biên giới Băng Uyên Sơn Mạch, hai đạo độn quang đồng thời từ trong gió lạnh phi độn ra, đi tới một mảnh hoang nguyên tuyết trắng. Cuối cùng cũng rời khỏi Băng Uyên Sơn Mạch rồi. Mạc trưởng lão, tiếp theo chúng ta đi hướng nào? Quay đầu nhìn thoáng qua những dãy núi bị gió tuyết vây quanh, Cố Vô Ngân liền hướng Lạc Hồng hỏi. Đi về hướng Tây Nam, linh quang quét qua xung quanh, Lạc Hồng liền trả lời. Tây Nam, vậy không phải là đi về rồi sao? Mạc trưởng lão, ngươi không có ý định đi Hàn Cấn Tháp nữa. Hàn Cấn vực ở phía tây khu vực trung ương, vì vậy nếu muốn tới Hàn Cấn Tháp, đương nhiên phải đi về phía nam mới được. Cố Vô Ngân hiện tại vô cùng lo lắng cho an nguy của sư tỷ, tự nhiên một lòng muốn đi Hàn Cấn Tháp tham dự hội nghị. Mạc mỗ còn một việc khác phải làm, nếu ngươi sốt ruột, có thể đi Hàn Cấn Tháp trước. Nói xong, Lạc Hồng đánh ra một đạo thần niệm, đem địa đồ nói cho Cố Vô Ngân. Cũng được, đa tạ ân cứu mạng của Mạc trưởng lão, chúng ta liền chia tay. Sau khi do dự mấy hơi thở, Cố Vô Ngân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ chắp tay nói. Ừm, chờ sau khi ngươi nhìn thấy Mục Yên Hồng, có thể hỏi cô ấy muốn bản đồ còn lại, sau đó cùng Linh Tiên Tử đi tới khu vực trung tâm, tránh cho tiếp tục cuốn vào việc này. Lạc Hồng lúc này chắp tay khuyên bảo. Cố mỗ biết rồi. Trọng điểm một chút, Cố Vô Ngân liền hóa thành một đạo thanh quang phi độn rời đi. Lạc tiểu tử, ngươi không đi tìm Mục Yên Hồng kia để đi đâu à? Cửa ra vào rời khỏi bí cảnh này là ở khu vực trung ương, hơn nữa thời gian bí cảnh này mở ra cũng chỉ có hơn nửa tháng mà thôi. Chờ Cố Vô Ngân bay xa, Ngân Tiên Tử nhất thời nghi hoặc nói. Nếu đã rơi vào trong tính toán của người ta, vậy dĩ nhiên không thể mạo hiểm, làm không công. Vừa hay trên địa đồ của nàng ta có ghi chú nơi sản xuất thiên hồ trần và không ít ngũ hành pháp tài, trước tiên chuyển hết, cho hắn rồi tính tiếp. Dứt lời hung tợn, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo hắc sắc độn quang,
nhắm thẳng Huyễn Hà Tuyết Lâm đánh dấu trên bản đồ mà đi. Bởi vì khoảng cách không tính là xa, cho nên gần kề 3 canh giờ sau, hắn liền xuất hiện ở phía trên một tòa rừng tuyết bị cấm chế bao phủ. Nhìn lồng ánh sáng màu trắng trước mặt, Lạc Hồng không nói hai lời liền lấy phá thiên thương ra, quán chú tiên lực thái sơ đâm ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1743, chuyển khoáng mạch. Thượng cấp tiên khí phối hợp thêm thái sơ tiên lực, uy năng phát huy ra mặc dù còn chưa tới cấp độ kim tiên, nhưng cũng là chân tiên cảnh đỉnh phong. Mà cấm chế nơi đây cũng không phải là cấm chế trong bí cảnh, mà là do hai tông môn kia bố trí, tự nhiên sẽ không lợi hại đến đâu. Vì thế dưới một thương, màn sáng cấm chế trước mặt Lạc Hồng liền bị phá ra một cái lỗ lớn. Biên giới động này ngân quang chớp động, không gian pháp tắc chi lực nồng đậm ngăn cản lực lượng của cấm chế, có thể duy trì liên tục. Không trì hoãn thời gian, thân hình Lạc Hồng lúc này khẽ động, cầm thương trốn vào trong cấm chế. Nhất thời, một bộ nhân hình khôi lỗi thân cao hơn một trượng, dùng thổ mộc kim thạch luyện chế thành liền xuất hiện trước mắt hắn. Đối với việc Lạc Hồng đến, những khôi lỗi này không có chút phản ứng nào, vẫn như cũ đang điều khiển các loại pháp bảo đâu vào đấy, từ trong băng hà thu thập linh tài. Còn có một vài khôi lỗi tương tự như khỉ con khác đang nhảy nhót giữa những khôi lỗi hình người này, trong cái gùi sau lưng có chứa từng khối linh thạch cực phẩm. Phàm là nhân hình khôi lỗi gặp được linh quang ảm đạm, những tiểu hầu khôi lỗi này sẽ lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, nhét vào trong ngực đối phương. Xem ra cũng không có thông linh khôi lỗi thủ hộ, ngược lại là bớt đi chuyện của ta rồi. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía những khôi lỗi này, thần thức Lạc Hồng đảo qua, liền tìm được chỗ cất giữ linh tài. Độn quang lóe lên, hắn đi tới trước một tòa tế đàn cao chừng 10 trượng, vừa vặn nhìn thấy một đội khôi lỗi chim sẻ bay tới, ném từng viên đan dược màu hồng nhạt trong chảo về phía đỉnh tế đàn. Những đan dược màu hồng này vừa mới tiếp xúc đỉnh tế đàn, mặt ngoài liền nổi lên một tầng gợn sóng, dễ như trở bàn tay chui vào. Nhưng khi quả cuối cùng còn cách đỉnh tế đàn chừng một tấc, nó liền bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bay vụt đến trong tay Lạc Hồng. Sau khi cầm viên đan dược màu hồng nhạt chỉ lớn hơn hạt đậu đỏ này vào trong tay, Lạc Hồng chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, liền biến thành bụi phấn, nhanh chóng dung nhập vào nhục thể của hắn. Cũng may lúc này một tầng ngũ sắc thần sắc hiện lên bên ngoài thân Lạc Hồng, khiến cho không thể nhập thể. Quả nhiên là thiên hồ trần, nhưng cấm chế này không thể cưỡng ép bài trừ, nếu không chủ nhân đời trước của nơi này nhất định có cảm ứng. Dựa theo quy trình bình thường, trước hết phải để cho khu vực trung tâm bên kia phân ra thắng bại, quyết ra thứ hạng. Hai tông đông tây mới có thể giao ra lệnh bài cấm chế của tất cả mỏ quặng trong bí cảnh này, sau đó căn cứ vào thứ hạng một lần nữa phân phối, cuối cùng lại đến lấy bảo vật. Cho nên, cấm chế bên ngoài dễ phá, nhưng trước mắt cấm chế của phong ấn khố phòng này lại không thể cưỡng ép bài trừ. Đồng dạng, nếu như phí chút khí lực, trực tiếp na di đi vào, cũng sẽ bị cấm chế cảm ứng được. Chuyện này có gì khó, chúng ta cũng không nhất định phải đi vào. Bên trong phá thiên thương truyền ra giọng nói của Ngân Tiên Tử, rất là khinh thường nói. Vậy làm phiền tiên tử, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói. Dứt lời, trước người hắn hiện ra một quang cầu màu bạc đường kính hơn một xích, lập tức linh quang tán đi, một cái hồ lô lớn màu hồng phấn hiện ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bổn tiên tử, cấm chế nơi đây cũng sẽ không có cảm ứng đối với những linh tài này. Ngân tiên tử lập tức tự đắc cười nói. Kỳ thật điểm này cũng không khó nhìn ra, dù sao cứ cách một đoạn thời gian tế đàn sẽ tiếp nhận một nhóm đan hoàn màu hồng nhạt. Nếu có cảm ứng, lệnh bài cấm chế khó có thể yên tĩnh. Vạn bảo năng hào quang cuốn một cái, thiên hồ trần nơi đây vạn năm tích lũy liền bị Lạc Hồng thu vào trong đó. Trong phút chốc, nỗi buồn khổ vì bị tính kế trong lòng Lạc Hồng liền tiêu tan đi rất nhiều. Bất quá, loại đồ tốt có ích đối với hắn tu luyện này, vậy dĩ nhiên là phải càng nhiều càng tốt mới được. Cho nên, giờ phút này hắn bước ra một bước, liền đi tới bên cạnh một con suối. Linh quang trong mắt chớp động, có thể thấy được trong nước sông băng mà con suối phun ra có từng hạt cát mịn màu hồng. Có thể thấy được, thiên hồ trần khoáng mạch chân chính cũng không phải là ở đây, mà là ở dưới mặt đất thủy mạch liên thông nơi nào đó. Kỳ quái! Nếu bí cảnh này đã bị hai vùng đông tây khai phá hoàn toàn, vậy tại sao không trực tiếp tìm được mỏ quặng chân chính, lại chậm rãi đào lấy? Lạc Hồng nhướng mày, có chút thất vọng nói,
Nếu như mạch khoáng Thiên Hồ Trần ở gần đây, vậy hắn nhất định sẽ không tiếc vận dụng tiểu hắc cầu luyện hóa toàn bộ mạch khoáng. Dù sao bí cảnh này chỉ xuất hiện nửa tháng ở Hoang Lan Đại Lục, sau đó sẽ một lần nữa lưu chuyển trong hư không, giống như sao chổi ở kiếp trước. Cho nên, cho dù hắn vận dụng đại lượng thái sơ chi lực ở đây, cũng sẽ bởi vì thời gian ngắn ngủi, sẽ không phân tán đến Hoang Lan Đại Lục quá nhiều. Về phần sau một vạn như thế nào, Lạc Hồng cũng không cho rằng hắn đến lúc đó còn có thể đợi tại Bắc Hàn Tiên Vực. Có phải là mỏ quặng có cấm chế đặc biệt mạnh mẽ không? Tu sĩ hai phương Đông và Hoang đều không phá được. Ngân Tiên Tử lúc này suy đoán nói. Hẳn là sẽ không, nơi đây tuy là mảnh vỡ Minh Hàn Tiên Cung, nhưng nó vốn chỉ là một nơi cử hành tông môn tiểu bỉ. Đã không phải trọng địa gì, làm sao lại có cấm chế cấp bậc thái ất? Lạc Hồng lắc đầu nói. Hai bên Đông Tây Lưỡng Hoang đều có không ít tu sĩ kim tiên, nếu như cấm chế song phương đều không thể bài trừ, vậy phẩm giai ít nhất phải là thái ất. Đi thôi, đi xem phẩm chất linh tài ngũ hành trong mấy quặng mỏ kia như thế nào. Nếu như đầy đủ, cũng mang mỏ quặng cho hắn đi chín thành. Sau khi do dự một lúc, Lạc Hồng từ bỏ ý định lẻn vào sông ngầm truy tìm nguồn gốc, phá thiên thương trong tay lóe lên ngân quang, đưa hắn ra ngoài cấm chế. Mà ngay khi lỗ hổng trên màn sáng nhanh chóng lấp đầy, hắn đã phi độn rời đi. Nửa ngày sau, Hàn Cấn Tháp tầng thứ nhất, Mục Yên Hồng và Hám Nghê đang ngồi xếp bằng ở trong đó, xung quanh trống rỗng, tất cả mọi thứ đều đã bị người vơ vét không còn gì. Đột nhiên, hai mắt hai nữ đồng thời mở ra, thân hình chợt lóe, đã đi tới ngoài tháp. Chỉ thấy một đạo thanh sắc độn quang từ chân trời bay vụt đến, rất nhanh liền dừng lại trước mặt hai nữ tử, lộ ra thân hình Cố Vô Ngân. Sư tỷ, tỷ sao rồi? Ta không sao. Mạc trưởng lão đâu? Người ở đâu? Kỳ Nghê nhìn thấy Cố Vô Ngân, đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền lộ vẻ lo lắng hỏi thăm. Sư tỷ yên tâm, Mạc trưởng lão cũng không xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là có chuyện quan trọng khác, cũng không có theo sư đệ tới đây. Cố Vô Ngân lúc này trả lời. Cái gì? Hắn không tới. Đôi mi thanh tú của Mục Yên nhíu lại, lập tức cả giận nói. Chết tiệt. Nếu không có tên kia giúp đỡ, ta chỉ có thể thi triển nhiên huyết chú, cái giá phải trả quá lớn. Tại sao hắn không đến? Chẳng lẽ không biết bỏ qua cơ hội rời đi, liền phải ở trong bí cảnh này một vạn năm sao? Mục Yên Hồng không cam lòng hỏi. Nàng thật sự không nghĩ ra, Lạc Hồng có thể dựa vào cái gì, có thể khiến hắn không để con đường sống mà mình đã cho vào trong lòng như thế. Mà trưởng lão không nói rõ, nhưng chắc cũng chỉ trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Nhân cơ hội này, Mục Tiên Tử có thể nói cho chúng ta biết mưu đồ của ngươi hay không? Cố Mỗ nghe Mạc trưởng lão nói, ngươi phụng mệnh Nhạc đạo chủ. Cố Vô Ngân đứng bên cạnh Hám Nghê, sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 1744, truyền thừa bảo khố. Ai, nếu các ngươi đã theo tới, vậy cũng không cần phải giấu các ngươi. Nhìn hai người nằm ngoài kế hoạch của mình, Mục Yên Hồng thở dài một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, lần này ta đến đây cũng không chỉ là phụng mệnh Nhạc đạo chủ, còn có rất nhiều đạo chủ Đông Hoang bao gồm cả Trúc đạo chủ Lưu Hỏa Tông ở bên trong. Cái gì? Chẳng lẽ Mục Tiên Tử là đang chuẩn bị cho lần đại chiến tiếp theo của Lưỡng Hoang? Cố Vô Ngân lập tức kinh hô, dù sao chỉ có đại chiến giữa hai hoang mới có thể khiến tất cả kim tiên đạo chủ Đông Hoang đều có mưu đồ. Không sai, lần này ta tới chính là muốn mở ra bảo khố truyền thừa ở Hạch Tâm. Bí cảnh. Mục Yên Hồng gật đầu thật mạnh nói. Truyền thừa bảo khố. Cố Vô Ngân nghe vậy nhất thời không hiểu ra sao, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua trong thủy hỏa bí cảnh này có truyền thừa bảo khố gì. Sư Tôn đã nói với ta hạch tâm của thủy hỏa bí cảnh ở sâu dưới lòng đất, nhưng ngươi định tiến vào trong đó như thế nào? Cấm chế ở khu vực trung tâm có thể nói là khó giải. Đôi mi thanh tú của Tỳ Hưu nhíu lại nói. Ta, Sư Tôn sao không nói với ta? Cố Vô Ngân ngạc nhiên nhìn về phía Hám Nghê nói. Muốn phá vỡ cấm chế đơn giản chỉ có hai biện pháp, một là dùng lực phá, hai là tốn thời gian tốn công mà giải huyền ảo. Để bảo vệ bảo khố truyền thừa kia, cấm chế của hạch tâm chi địa có năng lực tự hủy toàn bộ bí cảnh, cho nên tuyệt đối không thể sử dụng loại phương pháp thứ nhất. Mà muốn phá giải cấm chế, nhất định phải ở lại trong bí cảnh tìm hiểu biến hóa trong thời gian dài, cái này tự nhiên cũng không cách nào làm được. Dù sao, một khi bí cảnh ẩn vào hư không, tiên linh khí trong bí cảnh sẽ trở nên cuồng bạo dị thường.
Chân tiên tu sĩ nếu muốn ở trong hoàn cảnh này sống qua một vạn năm, quả thực chính là người si nói mộng. Nghe lập tức cũng không để ý tới Cố Vô Ngân, mà tiếp tục nhìn Mục Yên Hồng trầm giọng nói. Chân tiên xác thực không được, nhưng nếu là kim tiên đạo chủ xuất thủ, vậy liền rất có khả năng. Mục Yên Hồng chậm rãi nói, kim tiên đạo chủ, là vị đạo chủ nào? Kỳ Nghê nghe vậy lập tức có chút hoài nghi, kim tiên trên Hoang Lan đại lục cũng không nhiều, trong đó tinh thông trận pháp cấm chế càng ít. Nếu như tồn tại như vậy thoáng cái biến mất vạn năm, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Cái này thì muội muội không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta có biện pháp phá giải cấm chế, hơn nữa được Mạc trưởng lão trợ giúp mới có thể nắm chắc 10 phần. Mục Yên Hồng lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời ở đề tài này. Ồ, vậy không biết cụ thể là biện pháp gì? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Biện pháp chính là ở chỗ Hàn Cấn này là người nào? Mục Yên Hồng đang muốn vô thức đáp lại, nhưng rất nhanh đã ý thức được không đúng, vung tay nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, nam tử thùng sắt kia chẳng biết lúc nào đã phi độn ở trên không trung vạn trượng. Không nghĩ tới lần này đuổi bắt độn không các chủ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, xin hỏi trong truyền thừa bảo khố của tiên tử kia có trọng bảo gì, có thể chi phối thế cục hai hoàng đại chiến. Nam tử thùng sắt ha ha cười lạnh nói, đáng chết, ngươi lại đưa hắn tới đây. Mục Yên Hồng đầu tiên là căm tức liếc nhìn Cố Vô Ngân một cái, sau đó liền nhìn quanh trái phải nói, còn có hai người nữa. Vì sao không cùng lộ diện? Tiên tử không cần tìm, hai vị sư huynh Ngô Mỗ kia cũng chưa đến đây. Ngô Cức khẽ lắc đầu nói, giờ phút này hắn ngược lại không nói sai, bởi vì từ lúc Cố Vô Ngân đến Hàn Cấn Tháp, ba người bọn họ đã đuổi kịp hắn. Nhưng bởi vì không thấy thân ảnh Lạc Hồng bên cạnh Cố Vô Ngân, La Chiêu Phong liền để Ngô Cức tiếp tục theo đuôi, hắn thì mang theo đại hán ba mắt đi nơi khác tìm kiếm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần Lạc Hồng không đến gặp đám người Cố Vô Ngân, Ngô Cức sẽ không có bất kỳ động tác gì để tránh đánh rắn động cỏ. Nhưng sau khi hắn biết được mưu đồ của Mục Yên Hồng, lại lập tức ngồi không yên. So sánh với việc La Chiêu Phong hứa hẹn cho hắn chỗ tốt, một kiện trọng bảo có thể chi phối thế cục đại lục đương nhiên càng có lực hấp dẫn. Một thân một mình cũng dám hiện thân, Ngô đạo hữu hẳn là cho rằng chư vị đạo chủ Đông Hoang sẽ đem trọng trách này giao cho một người bình thường. Mục Yên Hồng lúc này nhìn chằm chằm Ngô Cức, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí. Huống chi, bên cạnh thiếp thân còn có hai vị đạo hữu tương trợ. Ha ha ha, hai vị, tiên tử lại nhìn xem. Sau khi cười lớn một tiếng, dưới mũ trùm đầu của Ngô Cức liền sáng lên hai luồng ánh sáng xanh lục. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Cố Vô Ngân liền lấy tay che lấy cổ, mặt lộ vẻ thống khổ rơi xuống đất. Ngươi tuy chỉ trúng nửa cây châm lông đen của Ngô Mỗ, nhưng bị độc lông đen nhập thể lâu như thế, ngươi lại sớm đã là thi thể. Dứt lời, Ngô Cức lại bấm ra một pháp quyết dưới áo bào đen. Lập tức, Cố Vô Ngân đang rơi xuống liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn, quanh thân nhanh chóng mọc ra từng sợi lông đen, trong đôi mắt dần dần hiện ra huyết quang nồng đậm. Sư đệ, Cố Nghê lập tức thi pháp ngăn Cố Vô Ngân lại, nhưng không đợi nàng xem xét đã biến thành một con khỉ đầu chó giống như Cố Vô Ngân, liền gào thét nhào về phía nàng. Kinh hãi, Tỳ Hưu Nghê vội vàng kéo dài khoảng cách, lập tức tế ra một sợi dây thừng vàng, trói Cố Vô Ngân đang phát cuồng lại. Ngươi đã làm gì hắn? Sau khi tạm thời chế trụ Cố Vô Ngân, lúc này Nghê ngẩng đầu quát hỏi Ngô Cức. Ha ha, đương nhiên là biến hắn thành độc khôi của Ngô Mỗ. Sau khi lạnh lùng đáp lại một tiếng, Ngô Cức không để ý tới Cù Nghê đang vô cùng phẫn nộ nữa, mà lại nhìn về phía Mục Yên Hồng nói, tiên tử, hiện tại trợ thủ của ngươi cũng không còn. Chỉ dựa vào một mình ngươi, cho dù có bảo vật do Kim Tiên Đạo Chủ ban thưởng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Ngô Mỗ. Nhưng nếu ngươi có thể mang Ngô Mỗ tiến vào bảo khố truyền thừa, lấy được trọng bảo, vậy hôm nay chẳng những không cần vẫn lạc, hơn nữa còn có thể lập xuống đại công cho Tây Hoang ta. Ngô Cức không phải là không muốn trực tiếp động thủ, nhưng giờ phút này hắn tham lam quấy phá, không muốn gây ra động tĩnh gì dẫn La Chiêu Phong và đại hán ba mắt tới, cho nên mới bức bách như vậy. Muốn bổn tiên tử ngã xuống, ngươi còn không có bản lãnh này. Trong ánh mắt đỏ của Mục Yên lóe lên lệ quang, 1/12 xích la tinh kiếm được nàng ta lấy ra, hiển nhiên là muốn đánh một trận với Ngô Cức. Thượng giai tiên khí, ngươi quả nhiên có bảo vật trong người. Tốt. Vậy Ngô Mỗ trước hết giết ngươi, sau đó mới siêu hồn luyện phách. Cảm ứng được xích la tinh kiếm phát ra khí tức pháp tắc cường đại,
Trong lòng Ngô Cước lập tức cả kinh, sát ý lập tức tăng mạnh mà nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Ngươi muốn giết ai? Ngô Cước hoảng hốt, hắn không cảm ứng được một tia khí tức của người bên cạnh. Giờ phút này, hắn cũng không quay đầu lại xem xét, mà không chút nghĩ ngợi độn thổ trốn ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện cách đó hơn nghìn trượng. Nhưng dù vậy, một bàn tay quỷ to lớn màu đen vẫn bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, vồ xuống. Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Cảm ứng được khí tức âm lãnh của ngọn lửa màu vàng trên bàn tay quỷ, Ngô Cước giống như nhìn thấy khắc tinh gì đó, hét lên một tiếng. Nhưng lúc này muốn chạy trốn cũng đã muộn, Hoàng Tuyền quỷ thủ hung hăng nắm chặt, liền đem toàn bộ nắm ở trong lòng bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1745, tự bạo nhục thân. Nhưng ngay lúc Hoàng Tuyền quỷ thủ muốn dùng sức bóp xuống, mấy đạo đồ vật trắng mịn từ trong khe hở ngón tay nó thoát ra, mang theo một thân Hoàng Tuyền Địa Hỏa phi độn đến nơi xa. Không đợi mọi người thấy rõ, mấy đạo nhục trùng này liền tụ lại chính giữa, dây dưa lẫn nhau biến thành một viên thịt lớn hơn một trượng. Sau một khắc, huyết nhục mặt ngoài quả cầu thịt vàng như nến khẽ đảo, cuốn tất cả Hoàng Tuyền Địa Hỏa đến một chỗ, sau đó lập tức tách ra. Ngay sau đó, quả cầu thịt này liền hóa thành một sinh linh hình người toàn thân vàng như nến, nhiều tay. Ngươi đúng là tu sĩ huyết lâu tộc. Mắt thấy phía sau Ngô Cước chân, Mục Yên Hồng lập tức bị cay mắt một chút, nhưng sau đó liền kinh hô. Tu sĩ huyết lâu tộc cũng có thể thành tựu chân tiên. Hám Nghê lập tức cũng tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Bắc Hàn tiên vực giống đại đa số tiên vực ở tiên giới, tiên vực lấy nhân tộc vi tôn, yêu thú có thành tựu cũng rất ít, chớ nói chi là dị tộc cao tu. Trên thực tế, bây giờ dị tộc có thể cư trú ở Bắc Hàn tiên vực, tất cả đều có một đặc điểm chung. Đó là bọn họ tồn tại, có thể có lợi cho tu sĩ nhân tộc tu luyện. Cũng tỉ như huyết lâu tộc, tu sĩ tộc này đều có thiên phú huyết nhục không tầm thường, có thể luyện chế một loại linh tài tên là huyết lâu nhục chi. Vật này có chút tác dụng với việc bồi dưỡng linh thú, tuy nói hiệu quả sau khi nuốt kém hơn so với đan dược cùng giai, nhưng được cái số lượng nhiều dễ có được. Chẳng qua thiên phú tu luyện của tộc này cũng không cao, tu sĩ đại thừa trong tộc cũng chỉ có mấy vị, không ngờ trong bóng tội lại xuất hiện một vị chân tiên hậu kỳ. Huyết lâu tộc, vậy thì khó trách. Lạc Hồng lúc này hóa thành bộ dáng giao bát phi độn trên không trung, nghe vậy lập tức liền hiểu được nguyên do đối phương e ngại Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Thiên phú thần thông huyết nhục của huyết si tộc, nói trắng ra chính là có liên quan với sinh cơ, gặp được Hoàng Tuyền Địa Hỏa lấy tử khí ngưng tụ, vậy đương nhiên là bị khắc chế cực kỳ lợi hại. Ngươi là người phương nào? Ngô Cước không giải thích nhiều về lai lịch của mình, sau khi ổn định thân hình, lập tức nhìn chằm chằm Lạc Hồng quát hỏi. Người giết ngươi? Lạc Hồng lại không cho Ngô Cước bất kỳ cơ hội kéo dài thời gian nào, dứt lời liền điểm ra một chỉ, dẫn tới tiên linh khí cuồn cuộn hội tụ đến, hóa thành một đạo kiếm chỉ thiêu đốt Hoàng Tuyền Địa Hỏa, trực tiếp giết tới Ngô Cước. Đáng giận, các ngươi trốn không thoát. Nếu là thần thông khác, Ngô Cước có thể mở bụng ra cắn nuốt, dùng huyết nhục thần thông hóa giải, nhưng Hoàng Tuyền Địa Hỏa này đối với hắn mà nói chính là kịch độc. Không thể chạm vào, càng không thể nuốt, khiến một thân thần thông của hắn thoáng cái mất đi 7-8 phần. Tình huống như thế, tất nhiên là hắn không muốn lưu lại liều mạng, dứt lời chính là bỏ chạy. Nhưng ngay lúc độn quang màu máu bay ra, vô số kiếm quang màu đỏ đột nhiên từ bên cạnh cuốn tới, bức thân hình gã ra. Người trốn thoát là ngươi. Theo tiếng hét lớn của Mục Yên Hồng, tiếng phi kiếm rít gào đột nhiên vang lên, nàng ta trực tiếp bày ra thập phương la sát kiếm trận, giam Ngô Cước ở trong đó. Lạc Hồng thấy thế hai mắt sáng ngời, lập tức cũng không cần thủ đoạn khác, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động Hoàng Tuyền Địa Hỏa cuồn cuộn tràn vào trong kiếm trận. Ngô Cước lập tức chỉ có thể toàn lực khởi động linh cháo, không để cho Hoàng Tuyền Địa Hỏa đã hoàn toàn bao phủ của hắn tiếp xúc đến nhục thể của hắn. Nhưng nếu làm như vậy, hắn chẳng những phải chống cự Hoàng Tuyền Địa Hỏa thiêu đốt, còn phải chống đỡ vô số kiếm quang la sát chém vào, dù là lấy tu vi chân tiên hậu kỳ, tiên nguyên lực tiêu hao cũng cực nhanh. Hiển nhiên, còn tiếp tục như vậy, không tới mấy canh giờ, hắn sẽ ở trong kiếm trận này xám xịt. Nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được, động tĩnh nơi đây tất nhiên sẽ bị La Chiêu Phong và Đại Hán ba mắt phát hiện. Mà đây chính là một đường sinh cơ của hắn. Về phần làm thế nào để kéo dài thời gian,
Ngô Cực điên cuồng suy nghĩ xem mình có thủ đoạn gì mà không bị Hoàng Tuyền Địa Hỏa khắc chế. Cuối cùng xoay đầu lại, tập trung ánh mắt vào hai người Cố Vô Ngân và Hám Nghê đang dây dưa. Đi, giết bọn chúng. Sắc mặt Ngô Cực dữ tợn cực độ quát lên. Vừa mới nói xong, đại lượng bóng đen liền từ túi linh thú bên hông gã bay ra, Ô Ngọc lao ra Hoàng Tuyền Địa Hỏa, đánh thẳng tới rìa kiếm trận. Chảm! Mục Yên Hồng thấy thế lập tức quát một tiếng, kiếm quyết trong tay liên tục bấm, tạo ra một đạo kiếm võng tinh mịn ở trong kiếm trận, trong nháy mắt chém những bóng đen này thành 7-8 mảnh. Nhưng mà sau một khắc, những bóng đen bị chém vỡ này giống như đã thành cá thể độc lập, chỉ thoáng dừng lại một chút, liền lại đi về phía rìa kiếm trận. Mục Yên Hồng lập tức giật mình, vừa định tiếp tục thi pháp ngăn cản những bóng đen này. Từng viên cương lôi màu máu từ trong miệng Ngô Cực phun ra, nặng nề đánh vào trên kiếm trận, khiến nàng ta không thể phân tâm. Lạc Hồng lập tức trong đôi mắt kim quang lóe lên, liền nhìn thấu hư thật của những bóng đen này. Chỉ thấy đó là từng con linh thú lớn chừng quả đấm, tương tự con rơi, đầu lâu lại không giống thú. Linh thú này hiển nhiên có khả năng phân hóa cực mạnh, dù bị chém cỡ nào cũng hóa thành bức thú nhỏ hơn. Nhưng hắn tuy là thấy rõ bộ dáng của những bức thú này, lại cũng không nhận biết, chỉ có thể truyền âm hỏi Mục Yên Hồng. Cái gì? Đầu của hơn vạn con dị huyết bức này tất cả đều không giống nhau. Mục Yên Hồng lập tức biến sắc nói. Không sai. Lạc Hồng duy trì thiết lập nhân vật giao bát, lạnh lùng trả lời. Vậy thì phiền toái rồi, đám người linh muội muội chỉ sợ là không cứu nổi. Mục Yên Hồng đầu tiên là nhíu mày thở dài một tiếng, sau đó lại truyền âm nói. Chỉ một dị huyết bức có thực lực tương quan với yêu thú hút tinh huyết còn lại, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ không mạnh lắm. Nhưng mà, dị huyết bức cùng giai lại có thể phân cũng có thể tụ, hơn nữa sau khi dung hợp sinh ra thực lực của bức quái, chính là cùng số lượng yêu thú bị nó hút có liên quan. Lấy thực lực vạn dị huyết bức, tu sĩ chân tiên sơ kỳ vốn là rất khó đối phó, Cố trưởng lão hiện tại lại. Mục Yên Hồng nói những thứ này, chính là muốn giao bát từ bỏ hai người Loan Nghê, dù sao bọn họ hiện tại một người mệt mỏi, một người luyện, đều phải toàn lực làm mới có thể nhanh chóng giải quyết Ngô Cực, tuyệt đối không thể phân tâm. Nhưng không đợi nàng nói xong, Lạc Hồng đã vỗ túi linh thú một cái. Lập tức, nương theo một tiếng hót vang rõ to, một vệt kim quang bay thẳng lên bầu trời, trên không trung biến thành một con kim diễm bằng điểu. Ngô Cực thấy thế trong lòng lập tức giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền thả lỏng xuống, cười lạnh ha ha nói, chỉ là một con linh thú đại thừa cấp bậc còn muốn ngăn cản dị huyết bức của Ngô Mỗ. Muốn cứu bọn họ thì thu hồi kiếm trận, Ngô Mỗ cam đoan sẽ không đối địch với các ngươi. Sở dĩ Ngô Cực gửi gắm hy vọng vào điều này, một là vì lúc trước Lạc Hồng và Mục Yên Hồng đã cứu đám người Lam Nghê, hai là vì chỉ cần thử một chút là có thể nhìn thấy kết quả. Nếu đám người Lạc Hồng không để ý đến sự sống chết của hai người Cù Nghê, đàn rơi máu cũng có thể nhanh chóng quay trở lại tấn công bọn họ, sẽ không lãng phí thời gian quý giá vào lúc này. Nghe lời ấy, Lạc Hồng căn bản không tin, mạnh mẽ thúc giục tiên lực thái sơ trong cơ thể, trong nháy mắt đã khiến uy năng của Hoàng Tuyền Địa Hỏa tăng vọt mấy lần. Ngươi giết! Giết cho ta! Ngô Cực hoàn toàn không biết Lạc Hồng đã dùng thủ đoạn gì, chỉ cảm thấy áp lực tăng nhiều, không khỏi gấp giọng nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, những con dị huyết bức kia lập tức giao hòa với nhau, hóa thành một con đầu sói mình báo đuôi rơi, bộ dáng có thể nói là dị thú loạn thất bát tào. Trong nháy mắt hiện thân, vạn dị huyết bức này liền phát ra một tiếng rít bén nhọn cực kỳ quái dị, chấn động làm nguyên thần của Tỳ Hưu rung động mạnh, không khỏi buông lỏng một ít giam cầm Cố Vô Ngân ra. Nhưng Cố Vô Ngân phát cuồng lại giống như không bị ảnh hưởng bao nhiêu, lúc này liền thừa cơ thoát ra không ít. Thế cục lúc này đối với Lam Nghê mà nói thật sự quá tệ, sau khi Cố Vô Ngân phát cuồng, lực lượng của nàng vẫn luôn tăng trưởng, nàng chỉ cần giam cầm hắn sẽ phải hao tốn khí lực thật lớn. Lúc này mới có thể chỉ dưới một tiếng giống của vạn dị huyết bức, nàng liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Hôm nay, ta sợ là phải ngã xuống ở đây. Chỉ tiếc, cuối cùng không thể gặp lại Mạc trưởng lão một lần. Kỳ Nghê hiển nhiên cũng không có lòng tin gì với Tiểu Kim, đại thừa linh thú mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của chân tiên dị thú. Vạn dị huyết bức cũng không cảm ứng được khí tức nguy hiểm gì trên người Tiểu Kim, cho nên sau khi hét lên, nó căn bản không để ý đến Tiểu Kim vỗ cánh bay lên không trung mà trực tiếp đánh về phía Kỳ Nghê. Nhưng mà, ngay lúc gió tanh đập vào mặt, một đạo thần quang màu vàng lại từ trên trời giáng xuống, đem vạn dị huyết bức toàn bộ bao phủ ở bên trong cột sáng. Lập tức,
một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng con thú này phát ra. Chỉ thấy toàn thân gã xuất hiện đông đảo túi trống tuôn trào, điên cuồng dãy giụa muốn thoát khỏi bản thể. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, vạn dị huyết bức còn chưa kịp phát uy, chính mình xé rách nhục thân thành hơn vạn khối. Nhưng mà những khối thịt này lại không có nhanh chóng tán đi sinh cơ, mà là ngọ nguậy ở trong kim quang, đang một lần nữa hóa thành dị huyết bức, tốc độ còn không tính là chậm. Nhưng tiểu kim hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, lập tức hai cánh chấn động, cuồn cuộn kim diễm tựa như biển gầm lao thẳng xuống, đốt những dị huyết bức này thành cho bụi. Điều đó không có khả năng. Ngô Cức lập tức kinh hãi, chỉ là một con linh thú đại thừa làm sao có thể miểu sát dị thú chân tiên. Mục Yên Hồng và Hám Nghê lúc này cũng có chút kinh ngạc, không ngờ sự việc còn có thể có biến hóa như vậy. Không hổ là đạo hữu Giao Bát, người này thật mạnh, không biết lai lịch hắn ra sao. Nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao diệt cực thần quang của tiểu kim vốn cực kỳ khắc chế loại thần thông dung hợp này. Cơ bản là diệt cực thần quang chiếu lên, thế thì đối phương tan thế nào thì phải bị xé ra thế ấy. Đáng giận, ta chính là hy vọng của bổn tộc, sao có thể chết ở chỗ này? Phá cho ta. Sau khi kinh ngạc, cảm nhận được khí tức Hoàng Tuyền càng ngày càng gần, hai mắt Ngô Cức lộ ra vẻ điên cuồng, bắt đầu bất chấp thủ đoạn muốn thoát ra. Nhưng thần thông của hắn chỉ cần đi một vòng trong Hoàng Tuyền địa hỏa, 10 thành uy lực sẽ giảm đi 8 thành, làm sao có thể phá vỡ thập phương la sát kiếm trận. Một lúc lâu sau, trên mặt Ngô Cức gần như tất cả thủ đoạn đều thử qua hiện ra một tia tuyệt vọng. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của hai người Lạc Hồng và Mục Yên Hồng, hắn không nói bất kỳ lời cầu xin tha thứ nào, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, thân hình nhanh chóng phồng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Thấy tình cảnh này, trong nguyên thần của Lạc Hồng và Mục Yên Hồng đồng thời hiện lên ý nghĩ này, lúc này liền bước ra lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, một tiếng nổ kinh thiên từ trong kiếm trận truyền ra. Ngay sau đó, vô tận huyết quang bắn ra, trực tiếp đánh tan kiếm trận thập phương la sát, trong nháy mắt đuổi kịp hai người Lạc Hồng đang nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, trùng kích kịch liệt trong dự đoán của Lạc Hồng cũng không có xuất hiện, những huyết quang này chỉ là ngưng trệ thân hình của hắn ở mức độ cực lớn. Một hơi sau, cỗ huyết quang bộc phát này đầu tiên là dừng lại, sau đó cấp tốc co rút lại. Trong quá trình này, huyết quang và đại lượng tiên linh khí tương dung đúng là càng ngày càng ngưng thực. Khi rút lại kết thúc, đám người Lạc Hồng cũng đã xuất hiện ở bên trong một cái nhục chi có đường kính mấy trăm trượng. Trên đỉnh đầu dưới chân đều là tường thịt vàng như nến, giống như một tòa nhà giam bằng máu thịt. Lập tức, Lạc Hồng cảm ứng được một cỗ khí tức nguyên anh suy yếu đang cấp tốc đi xa, phương hướng chính là khu vực trung ương của bí cảnh. Nguyên anh tên kia đã chạy thoát. Mục Yên Hồng cũng nhìn thoáng qua khu vực trung ương, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng nói, Giao Bát đạo hữu, xin hỏi Mạc đạo hữu ở đâu? Hắn ở trong động thiên, chờ rời khỏi nơi đây, ta liền thả hắn ra. Lạc Hồng thuận miệng lên tiếng, liền tiếp tục đánh giá đại nhục chi đang vây khốn bọn họ. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này sợ là không dễ đánh vỡ. Nếu không tên kia còn không bằng trực tiếp tự bạo nhục thân, như vậy ít nhiều sẽ để bọn hắn chịu một chút tổn thương. Cuối cùng hắn sẽ lựa chọn như vậy, hiển nhiên là có lòng tin có thể sử dụng thần thông này vây khốn bọn họ. Vậy cụ thể như thế nào, còn phải thử một chút mới biết được. Dùng thần thức xác nhận nhục chi này không có điểm gì yếu, Lạc Hồng liền ngưng tụ một đoàn Hoàng Tuyền địa hỏa trong lòng bàn tay phải, sau đó hướng vách thịt trước mặt đập tới. Dưới sự điều khiển của Lạc Hồng, ngọn lửa màu vàng tụ tập ở một nơi rộng hơn một xích, khiến cho những bức tường thịt kia nhanh chóng trở nên khô quắt, biến thành cặn bã màu vàng sẫm rơi xuống. Nhưng mặc dù tốc độ phá hư của Lạc Hồng đã đủ nhanh, nhưng nhục chi này lại hơi nhúc nhích, di chuyển huyết nhục ở những nơi khác. Cộng thêm năng lực tự lành của nó, nếu muốn dùng Hoàng Tuyền địa hỏa đốt xuyên qua một bức tường thịt, ít nhất cũng phải mất 5 ngày. Điều này hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Sau đó, Lạc Hồng lại thử dùng Thái Sơ tiên lực thôi động, nhưng cũng chỉ có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Hơn nữa, điều này sẽ khiến dự trữ tiên lực Thái Sơ của hắn giảm xuống dưới 3 khiếu. Trong tình huống không biết khi nào sẽ có đại địch đánh tới, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngươi có biện pháp gì? Một thân một mình không được, vậy thì liên thủ, Lạc Hồng lập tức hỏi Mục Yên Hồng. Không được, lực lượng pháp tắc trong nhục chi này cực mạnh, pháp tắc la sát của ta không thể nghịch chuyển được nó. Mục Yên Hồng vừa thu hồi xích la tinh kiếm, vừa lắc đầu nói. Muốn mau chóng ra ngoài, chúng ta phải liên thủ. Lúc này,
Chuyện Nghê cũng từ phía sau đi tới. Sau khi Ngô Cực bỏ chạy, Cố Vô Ngân liền yên tĩnh trở lại, lông đen mọc ra trên người cũng toàn bộ rơi xuống, khôi phục bộ dáng bình thường. Nhưng điều này cũng không phải nói hắn đã không còn đáng ngại, trên thực tế kịch độc trong cơ thể hắn nửa điểm không có giải trừ. Chỉ là không có bí thuật của Ngô Cực thúc giục, để Lận Nghê dùng đan dược tạm thời đè ép xuống mà thôi. Giờ phút này, hắn đang một mặt thống khổ nằm ở cách đó không xa, bất tỉnh nhân sự. Làm sao liên thủ? Lạc Hồng lạnh giọng hỏi. Ta có một trận, có thể ngưng tụ tiên nguyên lực của mấy người thi triển một thân thần thông. Hoàng Tuyền địa hỏa của các hạ rất là khắc chế nhục chi này, chỉ cần có ta và Mục trưởng lão tương trợ, trong vòng nửa ngày hẳn là có thể thoát khốn. Nói xong, Lận Nghê lật tay lấy ra một khối trận bàn. Chương 1746, đoạn hồn chí. Nửa ngày, vậy vẫn còn kịp. Mục Yên Hồng đầu tiên là tính toán thời gian, sau đó gật đầu nói, vậy thì tới đi. Lạc Hồng cũng lập tức đồng ý. Kỳ Nghê nghe vậy, lập tức không nói hai lời, cổ tay run lên, liền tế ra trận bàn. Rất nhanh, một tòa quang trận màu xanh biếc bao phủ ba người. Trong trận pháp lưu truyền, rất nhiều phù văn hiện lên quanh thân ba người, mơ hồ ngưng tụ thành ba cây thúy thụ. Ba người thấy thế lập tức toàn lực phát ra tiên nguyên lực, khiến cho ba cây phù văn thúy thụ linh quang sáng rõ, trên nhánh cây trụi lủi nhanh chóng sinh trưởng ra từng mảnh lá cây xanh biếc. Đi. Mấy tức sau, lúc lá cây đầy cành, Tỳ Hưu lập tức quát lớn một chỉ, liền làm những lá cây kia hóa thành một đầu trường long màu xanh biếc, bay thẳng đến Hoàng Tuyền địa hỏa đang đốt cháy nhục bích. Trường long màu xanh vừa chui vào trong Hoàng Tuyền địa hỏa, liền hóa thành tiên nguyên lực bàng bạc, khiến cho thế lửa tăng mạnh, bắt đầu từng chút một đục ra một lối đi trên vách thịt. Theo ba người liên tục không ngừng phát ra tiên nguyên lực, lá cây xanh biếc liền có thể không ngừng sinh trưởng ra, trường long do nó biến thành cũng có thể vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Kể từ đó, nửa ngày sau, bọn họ có thể thoát khốn mà ra, tiên nguyên lực của mỗi người cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu. Trận pháp này cũng có chút môn đạo, sau này có thể mượn để nghiên cứu một chút, nói không chừng cũng có thể dùng trên người Hắc Hải đạo binh. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng liền toàn lực hành động. Mấy canh giờ sau, Hoàng Tuyền địa hỏa đã đốt thủng nhục bích 8-9 trượng, chỉ còn hơn một thước nữa là đại công cáo thành. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Xảy ra chuyện gì? Mục Yên Hồng lập tức cảm thấy không ổn hỏi. Có người đến. Tiểu Kim cũng không bị vây khốn, Lạc Hồng lúc này nhận được thần niệm của nàng đưa tin, nói là đang có một đạo độn quang cấp tốc bay đến nơi đây. Nhưng mà thị lực Tiểu Kim mặc dù cao minh, nhưng so sánh với độn tốc của tu sĩ chân tiên, vẫn có chênh lệch không ít. Cho nên, ngay khi Lạc Hồng vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc liền từ bên ngoài truyền đến. Tuyệt khuyết huyết trì. Xem ra Ngô Cực ngu xuẩn kia cũng không có làm việc theo lời La Mỗ phân phó, nhưng cũng may hắn còn có chút quyết đoán. Bằng không cho dù chạy thoát Nguyên Anh, cũng phải thần hồn câu diệt dưới sự tức giận của sư tôn. Sau khi tự nói một tiếng, trên mặt La Chiêu Phong dần dần lộ ra ý cười, nói với nhục chi to lớn, độn không đạo hữu, linh thú bên ngoài này là của ngươi à. Ngươi làm hại La Mỗ khổ như vậy, trước khi giết ngươi, La Mỗ thu chút lợi tức trước. Trên Hoang Lan đại lục cũng không có linh thú nào giống như Tiểu Kim, cho nên La Chiêu Phong mới suy đoán như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không sợ đoán sai, dù sao hắn muốn đối phó với đám người Lạc Hồng, cũng phải phá vỡ nhục chi khổng lồ trước. Mà hắn cùng với ra tay giúp đám người Lạc Hồng thoát khốn, cũng không bằng để cho bọn họ tiêu hao tiên nguyên lực phá bích đi ra. Nếu đám người Lạc Hồng lựa chọn co đầu rút cổ không ra, vậy thì càng như ý của hắn. Hắn cũng không cảm ứng được khí tức của đại hán ba mắt ở gần đây, hiển nhiên đối phương còn đang trên đường chạy tới. Dứt lời, La Chiêu Phong trực tiếp tế ra đoạn hồn luân, hơi thôi động, liền hóa thành một mảnh nhận luân màu đen đường kính mấy chục trượng. Ông nhất chuyển, vòng luân này bay thẳng đến Tiểu Kim đang phi độn trên không nhục chi. Tiểu Kim sớm đã nhận được mệnh lệnh Lạc Hồng bảo nàng tạm lánh, nhưng giờ phút này không gian xung quanh nàng đều chuyển động về phía lưỡi dao màu đen. Âm thanh vù vù kia càng làm nguyên thần nàng mê man, căn bản vô lực bỏ chạy. Chảm! La Chiêu Phong quát một tiếng ra lệnh, muốn sử dụng hắc sắc nhận luân bổ Tiểu Kim từ đầu tới đuôi thành hai nửa. Đáng chết! Kính xin hai vị giúp ta một tay. Bên trong nhục chi khổng lồ, Lạc Hồng cảm ứng được tâm tình kinh hoàng của Tiểu Kim, trong lòng nhất thời khẩn trương, bỏ lại một câu,
thân hình liền như điện chui vào trong thông đạo địa hỏa. Hắn để ý đầu linh thú kia như vậy, lúc này trong lòng Mục Yên Hồng hơi động, động tác trên tay cũng không chậm. Chỉ thấy nàng chỉ kiếm một cái, 12 khẩu xích tinh phi kiếm liền đâm vào biên giới thông đạo. Sau một khắc, đại đạo kim văn trên đó bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra khí tức La Sát pháp tắc nồng đậm, điên âm đảo dương, hóa đen thành trắng. Dưới sự thúc dục toàn lực của Mục Yên Hồng, năng lực khôi phục của bức tường thịt trong nháy mắt bị áp chế rất nhiều, khiến cho tốc độ phá hủy bức tường thịt của Hoàng Tuyền Địa Hỏa tăng mạnh. Bên kia, Tỳ Hưu nghe vậy, tuy đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng lập tức lựa chọn phối hợp, một hơi ném tất cả lá cây xanh biếc vào trong Hoàng Tuyền Địa Hỏa, khiến cho uy năng tăng lên 3 phần. Cứ như vậy, một lần tăng một lần, vách tường thịt dày hơn một thước cuối cùng trong nháy mắt bị đốt đi 6 thành. Lúc này Lạc Hồng đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nát một điểm trở ngại cuối cùng, thân hình từ trong nhục chi khổng lồ bắn ra. Nhưng Mục Yên Hồng và Loan Nghê sử dụng thủ đoạn bùng nổ, trong nháy mắt Lạc Hồng thoát khốn, các nàng đã không thể tiếp tục nữa. Tình thế xoay chuyển như vậy, chẳng những khiến cho cửa động vừa oanh ra kia lập tức lấp đầy không thấy, ngay cả thông đạo bọn họ vất vả đục ra cũng bắt đầu bị phản áp trở về. Mục trưởng lão, vị đạo hữu này rốt cuộc có lai lịch gì? Cú Nghê nhìn thoáng qua, liền biết bằng vào nàng và Mục Yên Hồng hai người là không cách nào thoát khốn. Nói cách khác, nếu như nam tử mặt sói kia rời khỏi các nàng cũng chỉ có thể mặc cho La Chiêu Phong xử trí. Muội muội yên tâm, vị đạo hữu Giao Bát này đã sớm đắc tội Trọng Thủy Môn. Mục Yên Hồng không sợ Giao Bát sẽ một mình bỏ chạy, chỉ lo đối phương không phải là đối thủ của La Chiêu Phong tay cầm Đoạn Hồn Luân. Cùng lúc đó, Lạc Hồng trong nháy mắt thoát khốn ra, liền không chút do dự thúc dục không gian pháp tắc, Nazi đến trước người Tiểu Kim. Sau một khắc, trong tay hắn hiện ra ngân quang, một đạo thương mang màu bạc bắn nhanh ra, va chạm với quang luân màu đen trên không trung. Tuy Lạc Hồng vội vàng ra tay, nhưng cũng may La Chiêu Phong cũng không vận dụng toàn lực. Vì vậy sau một tiếng nổ vang, mặc dù lưỡi dao màu đen không hoàn toàn ngăn cản được, nhưng cũng bị lệch đi phương hướng, trực tiếp chém lên hàn cấn tháp ở phía sau, khiến cho cấm chế trên thân tháp phát ra linh quang mãnh liệt. Trở về đi, Lạc Hồng vỗ vỗ đầu Tiểu Kim, liền thu hồi túi linh thú. Đồng thời, hắn phất tay ném ra một đoàn linh quang, rơi vào trên nhục chi khổng lồ, sau đó hình thành một đạo cấm chế cách âm. Cộng thêm lực cấm chế của thân thể nhục chi to lớn, Lạc Hồng không cần sợ tiết lộ thân phận, có thể buông tay làm. Ha ha ha, hay cho một tên Giao Bát, hóa ra ngươi chính là Độn Không Các Chủ. Sau khi cảm ứng được không gian pháp tắc, La Chiêu Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười to nói. Đàm lão nhi kia nói không sai, trên người ngươi thật sự có bí mật lớn tồn tại. Chết đi cho ta. Pháp tắc không gian, thần thông dung hợp đa trọng pháp tắc, nếu đặt hai thứ này ở trên những người khác, nhau, vậy còn có thể nói là thiên phú. Nhưng nếu xuất hiện trên người cùng một người, vậy tất nhiên là có vấn đề lớn. Dù sao người yêu nghiệt như thế là không thể nào tồn tại. Vừa mới nói xong, La Chiêu Phong không chút do dự, trực tiếp thúc dục lực kim tiên của Tống Minh đạo chủ trong Đoạn Hồn Luân. Hắn biết rõ, với thực lực của bản thân hắn, cho dù có thượng cấp tiên khí trong tay, cũng rất khó giết chết Lạc Hồng. Cho nên vừa lên, hắn liền vận dụng thủ đoạn lợi hại nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1747, Thời Không Linh Vực. Trong chốc lát, tiên lực bàng bạc từ trong Đoạn Hồn Luân mãnh liệt tuôn ra, ép tới khí tức Lạc Hồng trì trệ. Nhưng cũng may đây không phải là lực lượng của bản thân La Chiêu Phong, khiến cho hắn không thể điều khiển như cánh tay, cũng cho Lạc Hồng thời gian thi triển thần thông ngăn cản. Thần niệm khẽ động, lực lượng U Minh Động Thiên lại lần nữa tràn ngập ở giữa phương thiên địa này, âm phong không gian gào thét, biển máu trên mặt đất lao nhanh, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn phun trào. U Minh chỉ, mắt thấy lưỡi dao màu đen kia mang theo uy thế đáng sợ bổ tới, Lạc Hồng quyết định thật nhanh, một đường kiếm chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, lực lượng pháp tắc di tán ở vùng thiên địa này liền hội tụ đến trước người Lạc Hồng, ngưng tụ thành một đạo kiếm chỉ dài trăm trượng. Trên đó đằng đằng địa hỏa đen kịt hừng hực. 32 đoàn đạo văn hiện lên trên kiếm chỉ, chia làm 4 hàng, song song trên bụng ngón tay, uy thế to lớn thậm chí xuyên thấu qua cấm chế tuyệt khuyết huyết chi, khiến hai người Mục Yên Hồng có cảm giác. Khí tức này thật mạnh mẽ, người nọ thật chỉ là tu sĩ chân tiên sơ kỳ sao.
Cú Nghê lập tức kinh hãi, nàng cũng không phải chưa từng thấy thiên kiêu trong hai hoang, nhưng đây cũng quá bất hợp lý rồi. Đạo hữu Giao Bát đã sử dụng đạo thần thông kia, xem ra thắng bại có thể lập tức phân ra. Mục Yên Hồng lúc này lại căng thẳng. Bên ngoài Huyết Chi, La Chiêu Phong gặp lại U Minh Chỉ cũng bị chấn động tâm thần. Nhớ năm đó, chính là một thần thông này đã giết chết Đỗ Nguyên Tiễn, khiến hắn sợ tới mức chạy trối chết. Hôm nay gặp lại, khí tức của một chỉ này dường như lại cường thịnh hơn rất nhiều, khiến trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt. Hừ, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, dưới kim tiên cũng bất quá là con kiến hôi, chảm cho ta. Hừ lạnh một tiếng, trên mặt La Chiêu Phong bỗng nhiên hiện ra rất nhiều huyết văn, làm cho y nhìn tựa như sắp nứt ra. Đây không phải vì nguyên nhân khác, chính là vì hắn dẫn động càng nhiều lực lượng kim tiên trong đoạn hồn luân, dồn nó đến cực hạn. Trên đoạn hồn luân, 32 miếng đại đạo kim văn điên cuồng chớp động, đúng là lưỡi dao vốn có màu sắc hơi nhạt bên ngoài lại nhiều thêm một vòng, khiến cho nó bành trướng hơn phân nửa. Mà nguyên bản thanh âm ông chấn minh, trầm thấp, giờ phút này cũng trở nên vang vọng thiên địa. Tiếng vù vù lọt vào tai, dù là lấy tu vi nguyên thần của Lạc Hồng, cũng chợt cảm thấy trong nguyên thần oanh minh không ngừng. Tựa như sóng lớn vỗ bờ, khiến cho U Minh Chỉ ngưng tụ của y cũng không khỏi rung động hai lần. Sau một khắc, đoạn hồn luân cùng U Minh Chỉ chính diện va chạm, trong nháy mắt kích khởi một đạo linh ba kinh khủng quét sạch tứ phương, làm cho Tuyệt Cương Huyết Chi cũng chấn động không thôi, khiến cho hai nữ đều là hoảng sợ. Sau khi giằng co một cái chớp mắt, U Minh Chỉ bắt đầu chậm rãi áp chế đoạn hồn luân, từng chút một đè nó xuống đất. Nhưng theo đoạn hồn luân cấp tốc lượn vòng, nơi U Minh Chỉ tiếp xúc đã xuất hiện từng vết dạn thật nhỏ, hơn nữa đang càng ngày càng nhiều. Không tốt, mặc dù ta chiếm thượng phong trên lực lượng pháp tắc, nhưng trên bản chất pháp tắc lại hơn ta rất nhiều. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền biết mình mượn U Minh Động Thiên mặc dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng chất lượng lại xa xa không bằng. Quả nhiên, U Minh Chỉ còn chưa kịp triệt để chấn áp đoạn hồn luân, chỗ đầu ngón tay đã có vết dạn đạt đến cực hạn. Chỉ nghe một tiếng nghiền nát thanh thúy, đoạn hồn luân liền chém vào trong U Minh Chỉ, lập tức một đường thế như trẻ tre bổ từ đó ra làm hai nửa. T. Lạc Hồng tay truyền đến một trận đau nhức, khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, trên kiếm chỉ tay phải của hắn xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi ra. Ha ha, ngươi bại, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. La Chiêu Phong thấy thế mừng rỡ trong lòng, khiến đoạn hồn luân xoay một cái trên không trung, xúc tích một chút lực lượng, sau đó bay vòng về phía Lạc Hồng. Lạc tiểu tử, mau để bổn tiên tử ra tay. Ngân tiên tử nhất thời khẩn trương nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói hai lời, liền đưa tay từ trong hư không đem phá thiên thương lấy ra, lập tức một tay nhanh chóng bấm pháp quyết, không để ý hao tổn mà lệnh thái sơ tiên lực mãnh liệt tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo linh quang màu bạc lấy phá thiên thương làm trung tâm nổ bắn ra, trong chớp mắt đã biến phương thiên địa này thành một thế giới thuần ngân. Cảm ứng được pháp tắc không gian cường đại xung quanh, La Chiêu Phong lúc này sợ hãi quá to, linh vực, ngươi vậy mà nắm giữ linh vực. Lạc Hồng lại không để ý tới hắn, mắt lộ ra hung quang, toàn lực thôi động không gian pháp tắc trong linh vực, hóa thành từng đạo quang tia màu bạc, bắn về phía 32 miếng đại đạo kim văn trên đoạn hồn luân. Chấn áp cho ta. Theo tiếng gầm của hắn, tất cả tia sáng màu bạc lập tức chui vào trong mấy miếng đại đạo kim văn, khiến cho một tầng linh quang màu bạc bao trùm những đại đạo kim văn này, chấn áp một bộ phận lực lượng pháp tắc đoạn hồn luân. Vậy mà chỉ có chút uy năng này, chẳng lẽ đây chỉ là một ngụy linh vực? La Chiêu Phong thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi thầm suy đoán, chiến ý vốn đã nguội lạnh lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Không gian pháp tắc thì như thế nào, hôm nay La Mỗ liền dùng lực phá không. Uống xong, La Chiêu Phong biến đổi pháp quyết, toàn thân xuất hiện càng nhiều huyết văn, trong hai lỗ tai chảy ra hai đạo vết máu. Lập tức, khí tức đoạn hồn luân lại lần nữa tăng vọt. Nếu nói trước kia chỉ là uy năng chân tiên đỉnh phong, vậy bây giờ bảo vật này chính là chân chính đạt đến uy năng kim tiên. Mà áp lực mà La Chiêu Phong phải chịu đựng lúc này cũng khiến cho hắn đi tới sát biên giới của thể bạo. Rất hiển nhiên, người này thật sự liều mạng. Nhưng kỳ quái là, giờ phút này tốc độ xoay tròn của đoạn hồn luân chẳng những không nhanh hơn, ngược lại còn chậm hơn rất nhiều, khiến cho người bên ngoài dễ dàng có thể nhìn thấy lưỡi dao sắc bén ở bên ngoài. Ngay sau đó, một đạo khí tức pháp lực hùng hậu liền tràn ngập ra, khuấy động thiên địa vạn vật, ngay cả không gian xung quanh cũng nổi lên nếp gấp.
Lạc Hồng chợt cảm thấy không gian xung quanh bị một cỗ cự lực dẫn dắt, áp lực duy trì không gian linh vực đột nhiên tăng lên mấy lần. Không hề nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, không gian linh vực chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, mà hắn cũng sẽ bị phản phệ mãnh liệt. Nhưng vào lúc nguy cấp này, khóe miệng Lạc Hồng lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm mưu đã đạt được. Hắn thu lại phá thiên thương, thế giới thuần bạc trong nháy mắt tiêu tán, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng lập tức, trên đỉnh đầu hắn liền nở rộ ra kim quang vô tận, một con mắt dọc to lớn ngưng tụ ra. Kim quang nổ bắn ra, đúng là trong chốc lát cải thiên hoán địa, đem xung quanh biến thành một phương thế giới thuần kim. Đây là pháp tắc thời gian. La Chiêu Phong hơi cảm ứng, liền trừng hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi nói. Trong ba đại chí tôn pháp tắc, thời gian pháp tắc có thể nói là thần bí nhất, cũng khó lĩnh hội nhất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, độn không các chủ đồng thời nắm giữ không gian pháp tắc, lại còn tu luyện thời gian pháp tắc đến cảnh giới không tầm thường. Trên người đối phương rốt cuộc cất giấu cơ duyên lớn gì, thật sự là quá dọa người, ta nhất định phải lấy được. Nhưng mà, ngay lúc La Chiêu Phong suy nghĩ, Lạc Hồng đã thúc giục uy năng của thời gian linh vực. Chỉ thấy trong mắt dựng thẳng của Kim Đồng khẽ động ánh mắt, La Chiêu Phong chợt cảm thấy một cảm giác suy yếu truyền đến. Đoạn hồn luân vừa rồi còn khí tức ép người, giờ phút này đúng là linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Điều này sao có thể, lực lượng kim tiên của sư tôn sao lại tiêu hao nhanh như vậy? Trong lòng La Chiêu Phong hoảng hốt, mặc dù toàn lực thúc giục đoạn hồn luân, nhưng ít nhất kim tiên chi lực trong đó còn có thể duy trì một kích, sao trong nháy mắt đã tiêu hao không còn? Chờ chút, đây là ngụy linh vực thời gian, cho nên... Vẻ mặt chợt hiểu lóe lên, La Chiêu Phong bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Hồng, mặt lộ vẻ phẫn nộ nói, ngươi tính kế, ta, kẻ tính kế chính là ngươi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng trả lời. Thì ra, lúc trước hắn thi triển ra không gian linh vực, cũng không phải thật sự muốn trấn áp đoạn hồn luân, mà chỉ là vì bức La Chiêu Phong đến cực hạn. Khi hắn vì phá vỡ không gian linh vực, toàn lực tiêu hao lực lượng kim tiên trong đoạn hồn luân, hắn liền chủ động thu hồi không gian linh vực, thi triển thời gian linh vực. Vừa rồi chính hắn tuy chỉ là bởi vì khiếp sợ, trì trệ thời gian một cái chớp mắt, nhưng đoạn hồn luân bên kia lại bị Lạc Hồng gia tốc thời gian qua một hồi lâu. Nguyên nhân chính vì vậy, lúc này đoạn hồn luân mới không công hao tổn kim tiên chi lực còn lại. Đương nhiên, nếu La Chiêu Phong không mắc lừa, Lạc Hồng dựa vào không gian linh vực tự bảo vệ mình vẫn có thể làm được. Nhưng cứ như vậy, hắn rất có thể sẽ không cách nào lưu lại La Chiêu Phong. Ngươi đừng hòng giữ ta lại. Vẻ sợ hãi trên mặt La Chiêu Phong lóe lên, mắt lộ ra hung quang, bấm một pháp quyết. Lập tức, khí tức quanh người hắn trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ha ha, định. Lạc Hồng vừa nhìn đã biết hắn muốn học Ngô Cức tự bạo thân thể để Nguyên Anh đào thoát, nhưng trong tình huống này, Lạc Hồng làm sao có thể để hắn thực hiện được. Trong con mắt dựng thẳng của Kim Đồng lóe lên linh quang, cả người La Chiêu Phong giống như rơi vào trong chậm rãi mấy chục lần, khí tức lưu chuyển quanh thân chậm như ốc sên. Nhưng loại trạng thái này cũng không bền bỉ, tốc độ thời gian trôi qua của La Chiêu Phong đang nhanh chóng trở về bình thường. Bất quá, có thể tranh thủ được một cái chớp mắt này liền đủ rồi, chỉ thấy một đoàn kim diễm bay vào đan điền La Chiêu Phong, hỏa lực cuồng bạo phun ra, liền biến Nguyên Anh gã thành một sợi khói xanh. Lập tức, thiên địa khôi phục bình thường, thân thể La Chiêu Phong mềm nhũn, liền rơi xuống mặt đất. Lúc này, một cánh cửa sương mù màu đen xuất hiện ở phía dưới hắn, thu hắn vào trong U Minh Động Thiên. Phù, cuối cùng cũng thành công giết chết nó rồi. Cho tới giờ khắc này, Lạc Hồng mới hoàn toàn thả lỏng, ném thiên lang thần hỏa trong tay đi, liền bao trùm đoạn hồn luân đã hóa thành bàn tay. Bảo vật này chính là một kiện thượng giai tiên khí cực kỳ chân quý, bất quá phía trên có lạc ấn nguyên thần của tu sĩ kim tiên. Lạc Hồng nhất thời cũng không cách nào xua tan, chỉ có thể phong ấn nó trước. Nuốt vào một viên đan dược khôi phục tiên nguyên lực, thân hình Lạc Hồng vừa rơi xuống, liền đi tới trước nhục chi to lớn kia, tiện tay triệt bỏ cấm chế cách âm bên trên. Hai vị đạo hữu, các ngươi vẫn mạnh khỏe chứ? Giao Bát đạo hữu, La Chiêu Phong kia như thế nào rồi? Giọng nói gấp gáp của Mục Yên Hồng lập tức truyền ra từ trong đó. Thế gian đã không còn người này, Lạc Hồng trầm giọng trả lời. Cái gì? Thần thông của Giao Bát đạo hữu thật đúng là kinh người. Không biết thương thế của ngươi có nặng không? Có thể cứu chúng ta ra ngoài hay không? Mục Yên Hồng nghe vậy thì giật mình, nàng ta vốn tưởng rằng Giao Bát có thể bức lui La Chiêu Phong đã là cực hạn, không ngờ đối phương lại ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát.
thương thế của ta không lạc quan, cần gấp trở về động thiên chữa thương, chuyện cứu chữa tiếp theo liền do Mạc đạo hữu tới làm đi. Nói xong, Lạc Hồng liền triệt bỏ bộ trang phục của Giao Bát, biến thành bộ dáng và trang phục của Mạc Bất Phàm. Chờ một chút, nếu không có Hoàng Tuyền Địa Hỏa, chỉ sợ. Mục Yên Hồng lập tức quýnh lên, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, nhưng không đợi nàng ta nói xong, Lạc Hồng đã dùng giọng nói của Mạc Bất Phàm cắt ngang nàng ta. Mục tiên tử không cần phí sức lực, Giao Bát đạo hữu đã trở về động thiên rồi. Mà đạo hữu này, ngươi có thủ đoạn gì có thể nhanh chóng cứu chúng ta ra? Thời gian còn lại không nhiều lắm. Mục Yên Hồng cũng biết mình rất khó khuyên được Giao Bát, lập tức chỉ có thể gửi hy vọng vào pháp tắc không gian của Mạc Bất Phàm. Mục tiên tử yên tâm, nếu như ở trong nhục chi này, chịu lực lượng cấm chế của nó áp chế, Mạc Mỗ đích xác không có biện pháp gì tốt. Nhưng ở bên ngoài, Mạc Mỗ lại là có nắm chắc giúp các ngươi mở ra một cái thông đạo. Dưới sự trấn áp của không gian áp lực và cấm chế, Lạc Hồng không thể mở ra không gian thông đạo, chỉ khi nào ra bên ngoài, phí chút khí lực cũng không khó làm được. Như thế rất tốt, kính xin Mạc đạo hữu lập tức cứu. Mục Yên Hồng lập tức vui vẻ nói. Không vội, trước khi Mạc Mỗ cứu ngươi ra, kính xin tiên tử nói rõ mục đích của ngươi và muốn Mạc Mỗ làm rõ ràng. Lạc Hồng không nhanh không chậm nói. Tốt, kỳ thật trong thủy hỏa bí cảnh này còn có một địa phương chưa bị người thăm dò, mục đích lần này của thiếp thân. Mục Yên Hồng nghe vậy không có chút do dự nào, liền nói lại mục đích lúc trước nàng ta nói với hai người Lận Nghê. Về phần thiếp thân thiết kế mời đạo hữu tới, thì là cần đạo hữu ở lúc thiếp thân phá cấm xuất một phần lực, cũng có thể có nắm chắc lớn hơn nữa. Linh tiên tử, hạch tâm bí cảnh kia có tồn tại hay không? Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đột nhiên cách vách tường thịt hỏi Nghê. Quả thật trung tâm bí cảnh có chuyện này, nhưng trong đó có bảo khố truyền thừa hay không, ta cũng không biết. Kỳ Nghê trả lời chi tiết, thì ra là thế. Ha ha, mục tiên tử, ngươi cho Mạc Mỗ là kẻ ngu sao? Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng đột nhiên lạnh lùng nói. Mạc đạo hữu có ý gì, ngươi muốn biết rõ sự thật thì thiếp thân cũng đã nói rồi. Mau cứu ta ra, bằng không ngươi đừng mơ tưởng có được bản đồ đi vào khu vực trung ương. Giọng Mục Yên Hồng cũng trầm xuống, tức giận uy hiếp nói. Bí cảnh này vốn chỉ là nơi tu sĩ chân tiên Minh Hàn tiên phủ giao đấu, cho dù có bảo khố truyền thừa gì đó, bất quá cũng chỉ là công pháp thần thông, hoặc là chân bảo tiên khí chuẩn bị cho tu sĩ chân tiên, há lại có trọng bảo gì có thể chi phối thế cục hoang lan đại lục. Mục tiên tử, mong rằng ngươi có thể nói thật, bằng không Mạc Mỗ tình nguyện mạo hiểm, dựa vào chính mình tiến vào khu vực trung ương. Lạc Hồng lúc này ngữ khí kiên định, một bước không nhường đường. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không dám khẳng định Mục Yên Hồng đang gạt người, dù sao có quỷ mới biết Minh Hàn tiên phủ có thật sự trấn áp một món trọng bảo ở đây hay không. Hiện tại sở dĩ hắn nói như vậy, kỳ thật chỉ là vì lừa Mục Yên Hồng. Điều này cũng không thể trách Lạc Hồng bệnh đa nghi nặng, mà là Mục Yên Hồng nàng này quá biết gạt người, hắn không thể không đề phòng. Nghe thấy lời ấy, Mục Yên Hồng lập tức trầm mặc lại, đứng tại chỗ ánh mắt lấp lóe không ngừng, hiển nhiên là do dự cái gì đó. Đột nhiên, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hám Ngê đứng ở cách đó không xa, lộ ra một tia ý tứ bất thiện. Kỳ Ngê thấy thế trong lòng nhảy dựng, vội vàng đề phòng, cũng lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên có quỷ. Chương 1748, khởi đầu đại chiến. Mục tiên tử, hợp tác thì phải có thái độ hợp tác, mục đích của ngươi đơn giản là đối phó các tông Tây Hoang, Mạc Mỗ cũng không ngại giúp ngươi một phen. Nhưng ngươi nhất định phải để chúng ta biết nguy hiểm trong đó, nếu không tất cả đừng bàn nữa. Tốt, thật là gạt người, nữ nhân này quả thực rất xấu xa. Nghe được động tĩnh, Lạc Hồng liền biết Mục Yên Hồng là muốn dùng Ngê để uy hiếp hắn, lúc này trầm giọng quát. Thôi, nếu đã bị Mạc đạo hữu nhìn thấu, thiếp thân sẽ không dối gạt các ngươi. Trên thực tế, Mục Yên Hồng cũng biết dùng phương thức Vân Ngê uy hiếp Lạc Hồng không đáng tin cậy, cho nên ác niệm trong lòng cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Linh muội muội, thu tiên phù lại đi, mặc dù ta không có hoàn toàn nói thật, nhưng thật không có ý tứ ra hại các người. Sau khi trấn an anh Nghe một câu, Mục Yên Hồng cũng mặc kệ nàng phản ứng như thế nào, liền lại hướng Lạc Hồng nói. Bên trong hạch tâm bí cảnh có bảo khố truyền thừa là thật, nhưng trong đó đích xác không có trọng bảo gì có thể chi phối thế cục hoang lan đại lục. Nhưng mục đích thực sự của ta cũng không phải là bảo khố truyền thừa kia, mà là trận su cấm chế ở trong đó.
ngươi muốn điều khiển cấm chế trong bí cảnh. Lạc Hồng nghe vậy lập tức nhíu mày trầm tư, rất nhanh hắn chừng hai mắt, mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói, ngươi muốn trực tiếp khơi mào cuộc đại chiến giữa hai thế giới. Không sai, Mục Yên Hồng mặt không đổi sắc thừa nhận nói, ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi lần đại chiến, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề sao? Lúc này Cú Ngê cũng kinh hãi không thôi, nàng vốn tưởng rằng Mục Yên Hồng và người sau lưng nàng nhiều nhất cũng chỉ là chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Tuy nàng không muốn bị cuốn vào, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái. Dù sao, lưỡng hoang các tông vẫn luôn làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng ta lại biết được, Mục Yên Hồng lại là muốn trực tiếp khơi mào đại chiến hai vùng hoang, cảnh tượng máu chảy thành sông đã gần ngay. Trước mắt, đây hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Cũng khó trách ngươi không muốn ăn ngay nói thật, đại chiến cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ hãm sâu bên trong nguy hiểm. Đến lúc đó, nói không chừng Mạc Mỗ sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn nhiều so với một mình đi đến khu vực trung ương, ngươi dựa vào cái gì mà muốn Mạc Mỗ giúp ngươi. Lạc Hồng lập tức không khỏi sinh lòng thoái ý, hắn không biết Mục Yên Hồng cùng Tây Hoang Tông Môn có thâm cừu đại hận gì, nhưng hắn cũng không muốn cùng nàng chơi đùa nữa. Sở dĩ mỗi lần lưỡng hoang đại chiến đều giết đến máu chảy thành sông, chính là vì thực lực hai hoang gần nhau. Nhưng hôm nay, ta chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch là có thể mượn lực lượng cấm chế bí cảnh, phụ trợ tất cả Tây Hoang Kim Tiên đang ở trong bí cảnh đều bị tru sát. Kể từ đó, thực lực cân bằng của lưỡng hoang sẽ bị đánh phá, đến lúc đó tông môn Đông Hoang chúng ta lại một lần hành động giết về phía Tây Hoang, nhất định có thể dễ dàng thống nhất Hoang Lan Đại Lục. Cho nên Mạc đạo hữu, tình huống ngươi lo lắng cũng sẽ không phát sinh. Mục Yên Hồng ánh mắt sáng quắc, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định nói. Hám Nghê ở một bên nghe lời ấy, hô hấp đều không khỏi trì trệ, trong nguyên thần không khỏi mặc sức nhớ tới cảnh tượng tốt đẹp Đông Hoang nhất thống Hoang Lan. Nhưng Lạc Hồng biết, điều này tối đa cũng chỉ có thể làm cho Hoang Lan Đại Lục an ổn lâu hơn một chút, cuối cùng Đông Hoang nhất định sẽ nghênh đón một trận đại chiến càng thêm tàn khốc. Bởi vì các tông đều không có thực lực trấn áp các tông còn lại. Trúc Long Đạo ở Đại Lục Cổ Vân có thể một mực yên ổn chính là bởi vì thực lực của Trúc Long Đạo còn mạnh hơn so với những tông môn khác ở Đại Lục Cổ Vân cộng lại. Không có thực lực trụ cột, tất cả chế độ đều là uổng công. Mạc Mỗ hiểu rồi. Ý niệm trong đầu lóe lên, Lạc Hồng liền từ trong hư không cầm ra Phá Thiên Thương, thi pháp tạo dựng lên không gian thông đạo. Mặc dù biết rõ Mục Yên Hồng cố gắng chỉ là một hồi phí công, nhưng Lạc Hồng cũng không quan tâm tương lai của Đại Lục Hoang Lan. Chỉ cần không uy hiếp đến hắn, vậy thì tùy nàng đi là được. Linh tiên tử, xin hãy mang theo Cố trưởng lão bên người, lối đi này chỉ có thể duy trì một hơi ở bên kia của các ngươi. Các ngươi nhất định phải lập tức phi độn ra ngoài. Khi quang trận màu bạc ngưng tụ gần xong, Lạc Hồng lại mở miệng nhắc nhở. Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn tham gia vào. Ngươi muốn lấy được bản đồ, không thể trực tiếp siêu hồn nữ nhân kia sao? Ngân tiên tử giờ phút này lại có chút không vui nói. Nàng có thể chấp hành đại kế như thế, phía trên Nguyên Anh tất nhiên có cấm chế do Kim Tiên bày ra, siêu hồn cơ hồ không thể thành công. Hơn nữa tiên tử đừng quên, tu vi của nàng lúc này chỉ hiển lộ sau khi thi triển bí thuật Kim Thiền, thật ra chúng ta vẫn không biết thực lực chân chính của nàng. Lạc Hồng, lúc này truyền âm trả lời. Đối với Mục Yên Hồng, Lạc Hồng chưa bao giờ coi thường. Mạc trưởng lão, ta chuẩn bị xong rồi. Mấy hơi sau, trong nhục chi liền truyền ra thanh âm của Nghê. Lạc Hồng nghe vậy liền đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho Phá Thiên Thương vù vù một tiếng, ở trung tâm quang trận màu bạc kia cưỡng ép mở ra một vết nứt không gian nhỏ dài. Sau một khắc, hai đạo độn quang một đỏ một xanh từ trong bắn ra, cách Lạc Hồng không xa hóa thành ba đạo thân ảnh. Ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng, vết nứt không gian kia tựa như bị cự lực đè ép, lập tức bị khép lại. Linh tiên tử, thương thế của Cố trưởng lão như thế nào rồi? Lạc Hồng lập tức thu hồi Phá Thiên Thương, vừa hỏi. Không ngờ lại là tiên khí không gian thượng giai, chẳng trách vừa rồi ở trong nhục chi lại có thể cảm ứng được một cỗ dao động của pháp tắc không gian. Trong lòng Kỳ Ngê khẽ động, cũng không có hỏi nhiều, mà mặt lộ vẻ lo lắng trả lời. Độc vật đã xâm nhập phủ tạng của hắn, ta cho hắn dùng nhiều loại đan dược trừ độc cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trước mắt, tuy Cố sư đệ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kéo dài lâu ngày, ngày sau cho dù trừ bỏ độc tố, cũng sẽ có tổn hại tiên đồ. Nếu như thế, vậy có thể để Lạc Mỗ thử một chút hay không? Bây giờ chúng ta bị cuốn vào trong bức mưu họa lớn như thế,
Cố trưởng lão cứ hôn mê mãi như vậy cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhìn Mục Yên Hồng vội vàng chạy về phía Hàn Cấn Tháp, Lạc Hồng liền nói với Hám Nghê. Ồ, trên người Mạc trưởng lão chẳng lẽ có đan dược giải độc cao dài? Trong mắt Cù Nghê sáng lên một tia chờ mong. Ha ha, Linh Tiên Tử chẳng lẽ đã quên, dưới trướng Mạc Mỗ có một đầu linh thú, có thể phun ra nuốt vào vạn độc. Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, linh thú của Mạc trưởng lão ngay cả khói độc ảm huyết cũng có thể nuốt, trước mắt rất có khả năng có thể giải độc cho cố sư đệ, kính xin Mạc trưởng lão triệu linh thú kia ra. Cù Nghê liên tục gật đầu nói, linh thú của Mạc Mỗ ở trong tiểu động thiên tùy thân, bởi vì một số nguyên nhân lại không thể gọi ra. Nếu Linh Tiên Tử tin tưởng Mạc Mỗ thì giao cố trưởng lão cho ta. Lạc Hồng lại chậm rãi lắc đầu nói, thiếp thân tất nhiên là tin tưởng Mạc trưởng lão. Không cân nhắc bao lâu, Nghê liền dùng tiên nguyên lực nâng Cố Vô Ngân đang hôn mê đến trước người Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế không do dự, phất tay gọi ra một đoàn hắc vụ, liền đưa Cố Vô Ngân vào U Minh Động Thiên. Mạc trưởng lão, không biết giải độc cần bao lâu? Hám Nghê thần sắc ân cần hỏi thăm. Rất nhanh thôi, Lạc Hồng nhàn nhạt trả lời một tiếng. Kỳ thật, có thể giải độc hay không phải xem A Tử có hứng thú với kịch độc trong cơ thể Cố Vô Ngân hay không, cho nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Sau ba hơi thở, Lạc Hồng trong lòng vừa động, liền phất tay mở ra một cánh cửa sương mù màu đen để Cố Vô Ngân rơi ra ngoài. Hám Nghê lúc này tiến lên tiếp được, xem xét tình huống của hắn. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, rút nút bình, lắc lắc dưới mũi Cố Vô Ngân. Lập tức, khuôn mặt Cố Vô Ngân liền vặn vẹo, hai mắt lập tức mở mạnh ra, đúng là trong nháy mắt tỉnh lại. Sư tỷ, Mạc trưởng lão, ta bị làm sao vậy? Cố Vô Ngân ánh mắt sau khi dò xét Lạc Hồng cùng Kỳ Nghê một lúc, đột nhiên tay che chán hô một tiếng đau đầu. Linh Tiên Tử, ngươi giải thích với Cố trưởng lão một chút đi, Mạc Mỗ đi xem Mục Tiên Tử bên kia. Thấy Cố Vô Ngân mặc dù khí tức suy yếu, nhưng còn không đến mức trở thành vướng víu, Lạc Hồng liền yên lòng, đi về phía Hàn Cấn Tháp. Không bao lâu sau, hắn đã tìm được Mục Yên Hồng, nhưng không phải ở trong Hàn Cấn Tháp, mà là ở ngoài tháp. Chỉ thấy nàng đang cầm một khối trận bàn, quanh thân nổi lơ lửng phần lớn trận kỳ, vội vàng bày trận xung quanh Hàn Cấn Tháp. Sau khi nhìn qua, Lạc Hồng nhận ra đối phương bố trí một tòa trận pháp phòng hộ, liền hỏi, Mục Tiên Tử, Hàn Cấn Tháp này chính là mấu chốt phá cấm của ngươi sao? Đúng vậy, dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta không bị truy tung đến đây, cho nên thiếp thân đã nói thẳng cho ngươi biết mục đích cuối cùng. Lúc này Mục Yên Hồng dường như rất gấp gáp, vừa nói chuyện, động tác bày trận trên tay cũng không ngừng. Hai tay nàng kết pháp quyết, từ đầu ngón tay bức ra một đoàn tinh huyết to bằng quả trứng gà. Mục Tiên Tử bày ra trận pháp phòng hộ này, có phải là vì chống cự đại hán ba mắt kia? Lạc Hồng lúc này suy đoán nói. Không sai, ba tu sĩ trọng thủy môn kia trước mắt đã chết rồi, một chạy trốn, cũng chỉ còn lại đại hán ba mắt kia. Ở lúc chúng ta phá cấm, tuyệt không thể bị quấy rầy. Mục Yên Hồng vừa nhanh chóng thi pháp, vừa nói. Nếu là như vậy, Mục Tiên Tử kia phải dừng tay nhìn cái này trước. Lạc Hồng trong tay hắc vụ chợt lóe, một cái viên tròn đồ vật xuất hiện trong tay hắn. Mục Yên Hồng nghe vậy đầu tiên là nhíu mày lại, chỉ cảm thấy Lạc Hồng đang quấy rối, nhưng sau khi nàng nhìn rõ thứ trong tay Lạc Hồng, lại trực tiếp dừng thi pháp, kinh ngạc nói, ngươi giết hắn. Đương nhiên không phải ta. Nói xong, Lạc Hồng lại thu đầu của đại hán ba mắt vào, đây đều là tiên nguyên thạch. Thì ra là thế, xem ra đúng là Mạc đạo hữu gặp hắn, mới gọi Giao Bát đạo hữu ra. Đạo hữu sao không nói sớm? Mục Yên Hồng nhìn một đoàn tinh huyết lớn trước mắt mình, không khỏi có chút u oán nói. Tiên tử cũng không có hỏi a. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Thật ra thì, lúc trước hắn đích thật là gặp đại hán ba mắt, nhưng khi đó hắn cũng không có biến thành bộ dáng Giao Bát. Không biết gia hỏa này thi triển thủ đoạn gì, đúng là vô thanh vô tức mò tới chỗ cách hắn chưa đủ trăm trượng, mới bị thần thức của hắn cảm ứng được. Mà khi đó, hắn đang trắng trợn luyện hóa linh tài trong mạch khoáng. Nói cách khác, cảnh tượng hắn sử dụng tiểu hắc cầu luyện hóa thái sơ chi khí, thế nhưng là bị hắn nhìn thấy. Lạc Hồng kia tự nhiên không thể buông tha hắn, lúc này thúc giục tiểu hắc cầu, mở ra thái sơ linh vực, đem hắn bao phủ vào. Kết quả sau đó không cần phải nói, đại hán ba mắt này tuy có chút thủ đoạn, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đánh vỡ bí mật của Lạc Hồng.
chỉ là thoáng vùng vẫy vài cái ở bên trong Thái Sơ lĩnh vực, cũng chỉ còn lại một cái đầu. Như thế cũng bớt đi một nỗi lo về sau. Mục Yên Hồng thu tinh huyết bản thân vào một bình ngọc, liền hô lên với Hám Nghê và Cố Vô Ngân bên cạnh Nhục Chi, hai vị xin theo ta vào tháp, phá cấm có thể bắt đầu. Sau đó không lâu, bốn người Lạc Hồng cùng nhau đi tới tầng cao nhất của Hàn Cấn Tháp. Nơi này ngoại trừ không gian nhỏ một chút ra, vẫn như cũ là nửa điểm trang trí cũng không có, bị các tiền bối vơ vét sạch sẽ. Loại địa phương này nhìn thế nào cũng không giống như mấu chốt phá cấm. Cố Vô Ngân đánh giá một vòng, liền rất hoài nghi nói. Mục Yên Hồng nghe vậy lại không để ý đến hắn, mà là lẳng lặng nhìn hoa văn trận pháp trên mặt đất, giống như đang đợi cái gì. Hơn một canh giờ sau, những đường vân trận pháp này đột nhiên sáng lên linh quang, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có bất cứ biến hóa nào khác. Nhưng Mục Yên Hồng lại vui vẻ trong mắt, hét lớn một tiếng, thời cơ đến rồi. Dứt lời, nàng lúc này tế ra Xích La tinh kiếm, lệnh hắn phân hóa thành 108 khẩu tiểu kiếm bắn ra, chia ra đâm vào 108 tiết điểm đường vân trận pháp. Thậm chí ngay cả tiên khí cũng là cố ý luyện chế, khó trách nàng ta lại muốn tăng phẩm giai của kiếm này lên như vậy. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi khẽ động, hắn không tin đây đều là trùng hợp. Sau đó, Mục Yên Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay như bánh xe bấm pháp quyết, thần sắc trên mặt lúc sáng lúc tối. Sau một nén nhang, hoa văn trận pháp trên mặt đất đồng loạt lóe lên một cái, tất cả linh quang lập tức đều biến thành màu đỏ. Thành công rồi! Mục Yên Hồng trên mặt vui vẻ, đánh ra một đạo pháp quyết, đúng là làm cho cả tòa Hàn Cấn Tháp đều rung động. Chỉ thấy trên thân tháp, giờ phút này hiện ra mảng lớn phù văn cấm chế huyền ảo, khiến tòa tháp rách nát này lại có vài phần cảm giác thần bí. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Mục Yên Hồng đột nhiên thay đổi, gấp giọng nói, sao lại không thể lưu truyền. Xin Mạc trưởng lão giúp ta xem nơi này có gì khác thường. Không cần nhìn, nơi này lúc Giao Bát Đạo Hữu và La Chiêu Phong đấu pháp, bị Đoạn Hồn Luân chém ra một lỗ hổng. Lạc Hồng hơi đối ứng vị trí, liền không thấy vui buồn trả lời. Ảnh hưởng lớn sao? Nếu là không được, vậy thì chờ cơ hội lần sau là được. Mặc dù Kỳ Nghê cũng muốn nhìn thấy tông môn Đông Hoang thống nhất Hoang Lan Đại Lục, nhưng nàng cũng không muốn cuốn vào trong đại mưu đồ như thế. Lúc trước nàng vẫn luôn bối, rối, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, lại cho nàng một cái cớ rất tốt. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mục Yên Hồng lập tức suy nghĩ. Mục tiên tử, nhìn thủ đoạn của ngươi, dường như cũng không nhất định phải làm gì ở trong Hàn Cấn Tháp này. Nếu lúc này còn có thời gian, chúng ta có thể đổi một tòa vực tháp khác. Cố Vô Ngân lập tức đề nghị. Không được thì không đủ thời gian, ta có thể xâm nhập cấm chế của tháp này, chính là thừa dịp khu vực giao đấu bên kia quyết ra 32 cường, cấm chế ban thưởng. Mục Yên Hồng lập tức lắc đầu nói. Ban thưởng? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Hám Nghê vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tiên tử ngươi đương nhiên sẽ không nghe nói, bởi vì cấm chế mặc dù vẫn còn, nhưng tất cả ban thưởng đều đã bị tiền nhân vơ vét không còn. Lạc Hồng lúc này lại có điều hiểu ra. Nghĩ đến, những tiên dược pháp tài trong bí cảnh này chính là chuẩn bị cho lúc này. Đồng thời, hắn cũng có một vài suy đoán về phương pháp phá cấm của Mục Yên Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1749, Gian Lận và Giao Đấu. Nếu không có phương pháp cứu chữa, không bằng coi như thôi đi. Lạc Hồng nhìn Mục Yên Hồng trầm giọng khuyên nhủ. Nếu như Lận Nghê đang xoắn suýt trong lòng, vậy Lạc Hồng ước gì việc này không thành được. Thậm chí nếu hắn biết trước phương pháp phá cấm này, vậy tất nhiên sẽ thừa dịp đại chiến với La Phong, phá hủy toàn bộ Hàn Cấn Tháp. Không được, một vạn năm tuy có thể chờ được, nhưng nguyên anh của chân tiên huyết cốt tộc đã đào thoát. Chờ hắn trở lại Trọng Thủy Môn, khẳng định sẽ bại lộ ra kế hoạch của chúng ta. Mục Yên Hồng quả quyết cự tuyệt. Mặc dù Ngô Cức không nghe lén được mục đích thật sự của nàng ta, nhưng Kim Tiên Đạo Chủ bên phía Tây Hoang cũng không phải hạng người ít mưu. Không nói hoàn toàn phỏng đoán ra toàn cảnh kế hoạch, nhưng cũng sẽ không mắc lừa nữa. Cho nên lần này chính là cơ hội duy nhất. Ta nhất định sẽ không để bi kịch lại phát sinh lần nữa. Tâm niệm đã định, Mục Yên Hồng đầu tiên là nhìn Lạc Hồng, sau đó liền hai tay liên đạn, hướng về bốn phía vách tháp đánh ra từng đạo pháp quyết. Không bao lâu, lỗ hổng bên ngoài tháp đã bị linh quang màu đỏ bao phủ,
khiến cả tòa đại trận miễn cưỡng lưu chuyển. Mà đạo hữu, vốn dĩ sau này mới cần ngươi ra tay tương trợ, nhưng bây giờ nhất định phải làm phiền ngươi một chút. Dứt lời, Mục Yên Hồng đưa tay điểm một cái, một tòa quang trận màu đỏ ngưng tụ trước người nàng ta một thước. Mục tiên tử, ý của ngươi là gì? Lạc Hồng nhìn thoáng qua quang trận kia, không khỏi cau mày nói. Thật không dám giấu giếm, mấu chốt để phá cấm lần này ngoại trừ xâm nhập vào cấm chế của một tòa vực tháp ra, còn cần ít nhất 4 người trong top 8 sau đó chính là người có kế hoạch. Các tông Đông Hoang mặc dù có lòng tin đem 4 gã chân tiên trưởng, lão trở lên đưa vào 16 cường, lại không thể cam đoan chiếm cứ quá nửa trong bát cường. Cho nên bước đầu tiên của phá cấm chính là để thiếp thân điều khiển cấm chế ở nơi này, âm thầm tương trợ bọn họ. Mục Yên Hồng nghiêm túc giải thích, ra tay quấy nhiễu giao đấu. Hành vi như thế, hẳn là không thể gạt được tai mắt của những kim tiên đạo chủ Tây Hoang kia à. Lạc Hồng trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ cần không bị bắt tại chỗ, sẽ không có vấn đề. Dù sao, trước kia Lưỡng Hoang cũng hạ không ít thủ đoạn trong lúc giao đấu, căn bản sẽ không khiến người ta hoài nghi. Mục Yên Hồng lại vô cùng yên tâm nói, khá lắm, thật đúng là hoàn toàn không có giới hạn. Thiên Thiên nghĩ Mạc Mỗ sẽ làm như thế nào? Lạc Hồng cảm thán một chút rồi hỏi. Bởi vì cấm chế bị hao tổn, thiếp thân hiện tại đã không cách nào thúc giục lực lượng cấm chế của võ đài từ xa, nhưng bộ phận cấm chế dùng để truyền tống người thắng ban thưởng lại hoàn hảo. Thiếp chỉ cần hơi dùng la sát pháp tắc đem nó cải biến một chút là có thể ở giữa giao đấu thúc giục bộ phận cấm chế này. Chuyện sau đó, cần Mạc đạo hữu ngươi ra tay. Ngại bởi hai người cù nghê ở bên, Mục Yên Hồng cũng không hoàn toàn nói rõ ràng, nhưng Lạc Hồng vẫn như cũ lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Cấm chế truyền vật không thể truyền tống được thần thông bí thuật bình thường, nhưng nếu là thần thông không gian, vậy thì khác nhau rất lớn. Rất rõ ràng, Mục Yên Hồng muốn hắn lấy thần thông không gian, âm thầm trợ giúp trưởng lão chân tiên bên Đông Hoang tham dự kế hoạch lần này. Mục tiên tử có thể quá đề cao Mạc Mỗ hay không? Mạc Mỗ chỉ là một gã tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Lạc Hồng không muốn nàng thành sự, giờ phút này tự nhiên phải từ chối một chút. Đúng vậy, Mục tiên tử, Mạc trưởng lão làm sao có thể chi phối những thiên kiêu trong top 16 kia giao đấu? Cố Vô Ngân cũng có chút phản đối, nhưng hắn chỉ cho rằng hành động này của Mục Yên Hồng không đáng tin cậy, trong lòng lại cực lực muốn giúp Mục Yên Hồng hoàn thành đại kế. Mà đạo hữu yên tâm, ngươi cũng không cần làm quá nhiều, đạo hữu có thể được chọn vào trong kế hoạch, thực lực vốn là vô cùng cường đại. Ngươi chỉ cần nhìn đúng thời cơ, sáng tạo ra một sơ hở cho đối phương, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể căn bản không cần động thủ. Một chiêu bố trí này, vốn chỉ là vì có thể không sơ hở chút nào của kế hoạch mà thôi. Mục Yên Hồng nghe vậy lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lạc Hồng nói. Lúc trước nàng nói ảnh hưởng không lớn không nhỏ, đúng là ứng ở nơi này. Cũng được, vậy Mạc Mỗ sẽ cố gắng hết sức. Lạc Hồng nhìn ra được, Mục Yên Hồng vì hoàn thành kế hoạch đã có chút liều lĩnh, cho nên cử chỉ đùn đẩy có thể làm một, nhưng lại không thể có hai. Dứt lời, hắn bước tới vài bước, liền ngồi xếp bằng trong quang trận màu đỏ. Còn xin nhị vị hộ pháp cho chúng ta. Hai người triều chỉ nghe thỉnh cầu một tiếng, Mục Yên Hồng liền nhắm mắt thúc giục cấm chế. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, thần thức vờn quanh thân liền không khỏi trầm xuống. Hơi chút chần chừ, hắn cũng không có chống cự cỗ hấp lực này mà là mặc cho thần thức chìm xuống. Một lát sau, thiên địa trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, đi tới một chỗ cực kỳ náo nhiệt. Chỉ thấy, trên một mảnh quảng trường khổng lồ được đình đài lầu các vây quanh, đang lơ lửng 32 quang cầu cấm chế đường kính hơn vạn trượng, phân hai màu đỏ lam, chậm rãi phiêu động. Lạc Hồng hơi đếm, liền thấy trong những cấm chế quang cầu này màu đỏ là nhiều, chừng 18 cái, mà màu lam thì chỉ có 14 cái. Giờ phút này, bên trong những cấm chế quang cầu này đều có một vị tu sĩ chân tiên đang ngồi xếp bằng trên không, khí tức sao động, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến, đang vận công điều tức. Đột nhiên, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một quang cầu màu đỏ trong đó. Lưu Trường Lâm, hắn thế mà có thể lọt vào top 32, xem ra là vận khí không tệ. Tham dự giao đấu phần lớn là tu sĩ chân tiên trung kỳ, Lưu Trường Lâm tuy rằng rất có thực lực, nhưng có thể một đường qua ải trảm tướng, thẳng đến bây giờ, tất nhiên là có chút không dễ. Ánh mắt đảo qua, Lạc Hồng liền nhìn về phía những đình đài lầu các kia, chỉ thấy trong đó hoặc ngồi hoặc đứng thẳng đông đảo tu sĩ.
đã có người ngay từ đầu liền ở đây quan chiến, cũng có người kết thúc giao đấu sau đó trở về tông môn của mình. Có lẽ bởi vì phe mình chiếm được ưu thế, Lạc Hồng giờ phút này mặc dù không thể nghe được thanh âm, nhưng cũng có thể từ trên biểu lộ của tu sĩ các tông Đông Hoang nhìn ra ý mừng của bọn họ. Trong đó, có rất nhiều chỗ đã mở bàn khẩu, lấy thắng bại của trận đấu để cược tiên nguyên thạch. Ai, nếu không trúng tính toán của Mục Yên Hồng, ta cũng có thể ở đây vui tươi hớn hở quan chiến, thuận tiện đánh cược nhỏ một phen. Lạc Hồng thầm than trong lòng, tu luyện pháp tắc thái sơ tuy là thuận theo đại đạo, nhưng lại là vì thiên đạo không thích, ngày sau loại tình huống phiền toái quấn thân này tất nhiên không thể thiếu. Mà đạo hữu, quyết định 16 cường giao đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi có thể nhân cơ hội quan sát một chút, cũng có thể hiểu đại khái thực lực của những đạo hữu này. Lúc này, giọng nói của Mục Yên Hồng truyền đến, trong thế giới yên tĩnh không tiếng động này, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mục tiên tử, vì sao ta nhìn tu sĩ các tông Tây Hoang đều có chút không cam lòng? Thế nhưng các ngươi còn có bố trí khác? Lạc Hồng có chút tò mò hỏi. Vì để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi, Kim Tiên đạo chủ các tông đều ban thưởng cho đệ tử mình chọn chúng tiên khí cường đại. Cho nên, nghĩ đến là những người trong lúc giao đấu trước đây ỷ bảo khinh người mới khiến cho Tây Hoang bên kia thua không cam lòng. Mục Yên Hồng bình thản trả lời, hiện tại nàng ta muốn toàn lực thôi động cấm, chế, cũng không thể phân ra bao nhiêu tâm thần. Thì ra là thế, đạo hữu không biết cuối cùng trở thành tứ cường kia, có thể cũng có thể tiến vào truyền thừa bảo khố hay không? Lạc Hồng lại lần nữa đặt câu hỏi. Xung quanh im lặng một lát, giọng nói của Mục Yên Hồng mới hơi kinh ngạc vang lên, không thể tưởng được Mạc đạo hữu cũng có đọc lướt qua trận pháp cấm chế. Đúng vậy, thiếp thân muốn lợi dụng khí tức giữa tứ cường tu sĩ và truyền thừa bảo khố để tiến vào hạch tâm bí cảnh. Mục tiên tử khen chật rồi, điều này kỳ thật cũng không khó đoán, dù sao Mạc mỗ cũng hiểu qua chương trình tranh giành thủy hỏa này. Trong tin tức Lạc Hồng có được, trận đấu trước bát cường đều được tiến hành theo thứ tự. Thẳng đến sau bát cường, trên không quảng trường mới chỉ có một cấm chế quang cầu, cũng chính là chỉ có một trận giao đấu. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ có bát cường chiến đấu mới có thể lọt vào mắt xanh của các tiền bối Minh Hàn Cung. Cũng chỉ có như thế mới có thể được ban thưởng truyền thừa, mang đến cơ hội phá cấm cho Mục Yên Hồng bây giờ. Nếu như tất cả thuận lợi, tứ cường tu sĩ đều sẽ theo chúng ta cùng nhau tiến vào bảo khố truyền thừa, bọn họ cũng có thể cung cấp một chút trợ lực cho phá cấm sau này của chúng ta. Mục Yên Hồng tiếp nhận lời giải thích của Lạc Hồng, lập tức trả lời câu hỏi lúc trước của hắn. Trong bảo khố truyền thừa chỉ sợ cũng có cấm chế. Lạc Hồng cau mày lẩm bẩm. Mà đạo hữu, thiếp thân biết ngươi muốn cái gì, nhưng một khi chúng ta tiến vào bảo khố truyền thừa, các tông Tây Hoang có chỉ độn thế nào cũng sẽ phát hiện không đúng. Cho nên đến lúc đó, chúng ta phải rời khỏi bảo khố trước, đi đến chỗ trận nhãn. Mục Yên Hồng đặc biệt nhắc nhở. Như thế ngược lại là đáng tiếc, bất quá Mục tiên tử yên tâm, Mạc mỗ tuyệt đối sẽ không làm loạn. Lạc Hồng hiện tại đang thiếu công pháp bí thuật, có cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt tất nhiên là động tâm vạn phần. Tuy nhiên hắn cũng không muốn tự nhiên nảy sinh rắc rối, vì thế ý niệm vừa chuyển, liền đem ánh mắt lại rơi vào trên người Lưu Trường Lâm. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị sẵn sàng, một vòng giao đấu mới lại bắt đầu. Tốc độ chuyển động của 32 cái quang cầu trên không trung đột nhiên tăng lên, rất nhanh liền đối ứng với nhau. Trong đó 14 người đều là Hồng Lam phối hợp, chỉ có 4 người đều là hồng sắc. Khi tất cả cấm chế quang cầu đều đình chỉ chuyển động, 16 tổ bọn chúng chia ra bắt đầu chậm rãi tới gần. Lưu Trường Lâm sớm không ngồi xếp bằng vận công nữa, mà lơ lửng trên không trung, nhìn đối thủ mình sắp đối mặt. Hắn nhận ra đối phương, đó chính là một tên gia hỏa lợi hại đã đột phá chân tiên trung kỳ hơn 10 vạn năm, cho dù có Thanh Long Đinh mà Nhạc đạo chủ ban thưởng, hắn cũng rất khó thủ thắng. Ha ha, vận khí thật sự là không tệ, vậy mà bị ta gặp được chân tiên sơ kỳ duy nhất là ngươi. Nhưng đạo hữu, vận khí của ngươi phải dừng ở đây. Một nam tử trung niên bị hàn sát chi khí quanh quẩn, sắc mặt trắng bệch nhìn Lưu Trường Lâm khẽ nở nụ cười, chỉ cảm thấy top 16 đã ổn định. Nhưng Lưu Trường Lâm nghe vậy lại quay đầu nhìn về phía một tòa lầu các xa xa. Ngươi, nam tử trắng bệch chợt cảm thấy bị khinh thị, trong lòng giận dữ, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Tốt, nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thủy hỏa chi tranh không cấm giết chóc, nếu một phương tự nhận không địch lại, muốn nhận thua đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể lao ra khỏi cấm chế quang cầu. Cho nên, nếu thực lực chênh lệch quá lớn, bị ngăn cản lại,
lấy quan hệ hai phương Đông Hoang, vậy dĩ nhiên chỉ có một con đường chết. Nhưng nói chung, giao đấu càng tiến hành đến cuối cùng, loại tình huống này sẽ càng ít phát sinh. Lưu Trường Lâm cũng không phải cố ý chọc giận nam tử trắng bệch, kỳ thực y đã quyết định khai chiến là nhận thua. Việc này là vì hắn tự nhận không có phần thắng, không muốn mạo hiểm, hay là đã lâu không thấy đám người Lạc Hồng đến, trong lòng rất bất an, mới muốn đi ra ngoài hỏi tình huống một chút. Dù sao dựa theo đạo lý, bọn họ nhanh thì trong vòng một ngày, chậm cũng không cần hai ngày là có thể đến nơi này mới đúng. Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Ngay khi Lưu Trường Lâm đang âm thầm lo lắng, hai cấm chế quang cầu hồng lam đã dán lại với nhau. Sau một khắc linh quang lóe lên, hai quang cầu cấm chế trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một quang cầu lưu chuyển hai màu đỏ lam. Mà điều này cũng có nghĩa là giao đấu chính thức bắt đầu. Trên thân Lưu Trường Lâm lóe lên ánh sáng màu xanh, một cỗ cuồng phong gào thét ra, cuốn lấy gã bay thẳng đến rìa quang cầu. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Nam tử trắng bệch dường như đã sớm có chủ ý, hai tay ngưng tụ ra một viên băng cầu lóe ra 12 vòng đạo văn, hai tay bỗng nhiên mở ra. Lập tức, băng cầu màu trắng kia bành một tiếng nổ tung, hóa thành một mảng lớn băng vụ màu trắng, bao phủ toàn bộ không gian quang cầu vào trong. Lưu Trường Lâm chợt cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đánh úp về phía nguyên thần, vội vàng thu thần thức phóng ra ngoài, đồng thời không ngừng phóng về phía trước. Nhưng sau một khắc, một băng kính màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hắn, vài đầu băng xà màu trắng dài hơn thước từ trong điện xạ ra, há miệng táp tới Lưu Trường Lâm. Băng phách kiếm. Lưu Trường Lâm liếc mắt liền nhận ra những con rắn băng này chính là tiên kiếm biến thành, vội vàng phất tay tế ra một đạo long ảnh màu xanh. Chỉ thấy bên trong long ảnh màu xanh này có một cái đinh vuông dài 3 tấc, 24 miếng đại đạo kim văn lấp lóe, chính là trung phẩm đỉnh phong tiên khí, Thanh Long Đình. Nhưng mà khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, sau khi Lưu Trường Lâm tế ra Thanh Long Đình, lại tiếp tục phi độn về phía trước, lại dự định trực tiếp từ bỏ bảo vật này. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Theo một tiếng quát chói tai, ba mặt băng kính đồng thời xuất hiện ở gần Lưu Trường Lâm. Trong đó hai mặt trái phải đều bay ra một thứ như mưa đá. Mà ngay phía trước lại hiện ra thân ảnh nam tử trắng bệch. Chỉ nghe một chữ bạo từ miệng nam tử trắng bệch phun ra, mưa đá nổ tung thành những mũi băng nhọn, phong tỏa tất cả đường lui trước sau Lưu Trường Lâm. Trong lúc nguy cấp, trong mắt Lưu Trường Lâm lóe lên tinh mang, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở phía sau băng kính. Sau một khắc, phần lớn vết dạn màu xanh thẳng tắp xuất hiện trên băng kính, trực tiếp chém nát bấy thân ảnh của nam tử trắng bệch trong kính. Ha ha, ngươi tu luyện Vũ Phong Kinh ngược lại là có chút hỏa hầu, lại ngộ ra môn thần thông công kích mau lẹ như điện này. Nhưng mà, ngươi ngay cả chân thân của ta cũng không tìm được, thì làm sao có thể uy hiếp được ta? Nếu ngươi từ bỏ chống cự, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Cùng với tiếng nói của nam tử trắng bệch, càng nhiều băng kính màu trắng xuất hiện xung quanh Lưu Trường Lâm, khiến sắc mặt hắn ta thoáng cái trở nên nghiêm trọng. Thật đúng là vận khí chấm dứt, hắn lại tu luyện pháp trận thần thông khắc chế ta như vậy. Tuy nói như vậy, Lưu Trường Lâm cũng không có nửa phần ý niệm buông tha trong đầu, dù sao chỉ cần tìm được chân thân của đối phương, dựa vào thần thông Vũ Phi, hắn vẫn có một cơ hội thắng. Nhất định phải tìm ra hắn. Chân thân của hắn sao? Chuyện này. Chương 1750, Lạc Hồng ra tay. Tâm niệm vừa động, Lưu Trường Lâm liền thấy trong sương mù băng trắng xóa hiện ra một hình người do linh quang màu bạc mỏng manh phác họa ra, trong lòng không khỏi kinh nghi. Nhưng lúc này mưa đá từ trong băng kính bay ra hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian để cân nhắc. Lưu Trường Lâm cắn răng một cái, liền lại lần nữa hóa thành một đạo thanh mang, bay thẳng đến hình dáng người nọ. Cái gì? Nhất thời, trong băng vụ truyền đến thanh âm cực kỳ kinh sợ của nam tử. Sau một khắc, nương theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, băng vụ màu trắng bao phủ toàn bộ quang cầu cấm chế nhanh chóng tiêu tán, lộ ra thân ảnh nam tử trắng bệch tràn đầy vết chém, máu me đầm đìa. Chỉ thấy, trong những vết thương này tất cả đều lưu lại linh quang màu xanh, đang không ngừng xé nát huyết nhục xung quanh. Vì không muốn thương thế của mình nặng thêm, nam tử trắng bệch chỉ có thể điều động đại lượng tiên nguyên lực đến chấn áp cùng ma diệt những linh quang màu xanh này. Cái này chẳng những để hắn một mực thừa nhận thống khổ to lớn, cũng khiến cho thực lực của hắn bỗng nhiên giảm mạnh. Ngươi làm sao có thể khám phá chỗ chân thân của ta? Nam tử trắng bệch cố nén đau nhức kịch liệt,
khuôn mặt vặn vẹo, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng hỏi. Kỳ thực, hắn cũng không phải không có thần thông hộ thân có thể ngăn cản một kích này của Lưu Trường Lâm, chỉ là dưới sự khinh thị không có thi triển mà thôi. Dù sao, vòng so đấu này, tiêu hao tiên nguyên lực càng ít, vòng tiếp theo hắn có thể chiếm tiện nghi càng lớn. Lưu Trường Lâm lúc này mặc dù cũng cảm thấy vạn phần kỳ quái, nhưng y đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức ăn ngay nói thật. Trên thực tế, hắn căn bản không có ý định đáp lời, sau khi hừ lạnh một tiếng, một đôi cánh mỏng như cánh ve, do từng mảng lông vũ màu xanh tạo thành linh dực, liền xuất hiện ở phía sau hắn. Đáng giận, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thấy tình cảnh này, đồng tử nam tử trắng bệch không khỏi co rụt lại, sau đó liền một bên thả ra ngoan thoại, một bên gấp rút độn về hướng biên giới quang cầu. Lưu Trường Lâm lúc này nhìn theo nam tử trắng bệch bay ra khỏi quang cầu cấm chế, cũng không đuổi theo. Sau một khắc, khí tức của hắn đột nhiên hỗn loạn, cánh ve màu xanh sau lưng tiêu tán theo, từng luồng đau nhức kịch liệt khó nói lên lời từ trong cơ thể truyền ra. Thì ra, thần thông thanh thiền dược này tuy rằng cường đại, nhưng gánh nặng đối với thân thể cũng rất nặng. Lưu Trường Lâm trong thời gian ngắn thi triển liên tiếp hai lần, ngũ tạng trong cơ thể kỳ thật đã sớm lệch vị trí tổn hại. Trừ phi liều mạng không cần nhục thân, hắn quả quyết không cách nào thi triển lần thứ ba. Cũng may lúc này, hắn vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một viên nhục cốt đan rồi nuốt xuống. Dược lực tan ra trong bụng, rất nhanh khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thương thế trên thân thể nhanh chóng khôi phục. Cũng may có Côn Bằng sư muội chuẩn bị cho ta bình nhục cốt đan này, nếu không vòng tỷ đấu tiếp theo tất nhiên là trốn không thoát. Nhìn cấm chế quang cầu đã hóa thành thuần hồng sắc, Lưu Trường Lâm không khỏi thầm nghĩ may mắn trong lòng. Phải biết rằng, những cấm chế quang cầu này chỉ có thể để cho tu sĩ tham dự ra vào trong khi giao đấu. Bất quá linh quang màu bạc kia rốt cuộc là cái gì? Đúng là có thể đột nhiên bám vào trên thân tên kia, còn có thể để cho hắn không phát giác chút nào. Chẳng lẽ nhạc đạo chủ âm thầm động tay chân gì? Lưu Trường Lâm vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa nhìn Nhạc Độc Hành đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh lầu các. Lập tức, hai mắt của hắn sáng lên, đúng là thấy được đám người Hoàng Lâu chủ trước kia cũng không có xuất hiện. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, bởi vì chẳng những ba người Hoàng Vạn Hằng nhìn vô cùng chật vật, hơn nữa còn không thấy hai người Cửu trưởng lão. Lúc này, trên Tùng Lâu, Nhạc đạo chủ, trên đường chúng ta bị tu sĩ Trọng Thủy Môn đánh lén. Hai vị trưởng lão Cửu Khắc, Cửu Thần đã mất xác, bảy vị trưởng lão còn lại cũng không rõ sống chết. Hoàng Vạn Hằng giờ phút này mang hai cái quầng thâm mắt, thấp thỏm bẩm báo với Nhạc Độc Hành. Đã biết. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng, Nhạc Độc Hành đứng dậy đi tới trước lan can, hướng về phía Trọng Thủy Môn đối diện cất cao giọng nói. Thẩm huynh, ngươi vì sao phải phái người chặn giết trưởng lão Bản Lâu? Chẳng lẽ là muốn khơi mào hai hoang đại chiến? Nghe lời ấy, tu sĩ các tông Tây Hoang đều không khỏi hiện ra một tia thần sắc hả hê. Bọn họ vốn còn kỳ quái tu sĩ Tùng Hạc Lâu đi đâu rồi, nguyên lai là gặp Trọng Thủy Môn ở trong bí cảnh. Nhạc huynh, người ra tay là đệ tử của tên Tống Minh kia. Nếu ngươi không cam lòng, có thể chờ sau khi ra ngoài tìm hắn xúi quẩy, cũng đừng ở trước mặt Thẩm Mỗ đùa nghịch uy năng. Thẩm Ngọc Long vẫn ngồi bất động, phe phẩy quạt xếp nói. Hắn và Tống Minh thật đúng là trở mặt nhau, vậy mà lại sáng loáng như vậy mà trêu chọc một đại địch với Tống Minh. Như thế cũng tốt, Trọng Thủy Môn bền chắc như thép đối với chúng ta cũng không có lợi. Hắc hắc, cũng không biết lần này Tùng Hạc Lâu tổn thất lớn hay không. Các tông phái kim tiên ở Tây Hoang nghe vậy không khỏi truyền âm cho nhau. Trong lời nói hiển nhiên đã không quan tâm vì sao tu sĩ Tùng Hạc Lâu chậm chạp không đến, mà là suy đoán còn có thể sống sót qua mấy người. Chúc đạo hữu, bước đầu tiên kế hoạch tuy thành công, nhưng Nhạc Mỗ vừa mới hỏi đám người Vạn Hằng. Vì không bị chặn giết lần nữa, sau khi bọn họ bỏ chạy cũng không có trực tiếp tới hội hợp với Nhạc Mỗ, mà là đi đường vòng, đi lộ tuyến an toàn hơn. Theo lý thuyết, ba tên tiểu bối của Trọng Thủy Môn kia hẳn là phải nhanh hơn bọn họ đến đây mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn còn không thấy bóng dáng của bọn họ. Nhà Độc Hành giờ phút này cũng truyền âm nói với Trúc Hạo đang ở trên một tòa lầu các khác, trong giọng nói khó nén được vẻ lo lắng. Chuẩn bị tốt là được, đợi đến vòng tỷ đấu tiếp theo bắt đầu, là thành hay bại, sẽ liếc qua là thấy ngay. Thanh âm uy nghiêm của Trúc Hạo lập tức truyền vào nguyên thần Nhạc Độc Hành, nghe không ra vui buồn gì. Nửa ngày sau, cấm chế quang cầu trên quảng trường lại lần nữa chuyển động, tuyên cáo với mọi người 16 cường giao đấu bắt đầu. Lúc này,
Trong 16 cấm chế quang cầu trên không trung, màu đỏ vẫn chiếm đa số, khoảng chừng 10 cái, mà màu lam chỉ có 6 cái. Nói cách khác, đã có 2 tên tu sĩ Đông Hoang được cử vào bát cường. Kế tiếp, chỉ cần ở trong 6 tổ so đấu kia thắng được 2 tổ, liền có thể hoàn thành mục tiêu chiếm cứ 4 vị trí đầu trong top 8, cơ hội có thể nói là cực lớn. Nhìn quang cầu cấm chế sắp tiếp xúc lẫn nhau, Lưu Trường Lâm không khỏi thầm than một tiếng không may, 4 thành cơ hội nội đấu, hắn lại không cướp được. Ha ha, dĩ nhiên là ngươi, vị trí bát cường là của ta. Đối diện, một tên mập mạp thân thể tròn vo đang cười đến mức thịt béo trên cằm quấn quýt, trong đôi mắt lại lộ ra sát ý um tùm. Tên mập này tu luyện chính là thổ pháp tắc, chỉ cần không bị thần thông của hắn vây khốn, thoát ra khỏi quang cầu cấm chế cũng không khó lắm. Lưu Trường Lâm thầm suy nghĩ, sau lưng đã nổi lên 2 cánh xanh. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng dung hợp, giao đấu bắt đầu. Tiếng cười của gã béo tròn ục ịch dừng lại, làn da toàn thân liền trở nên giống như nham thạch, mặc dù tràn đầy những đường vân nứt nẻ, nhưng lại tràn đầy cảm giác nặng nề, tản mát ra khí tức chân thổ pháp tắc cường đại. Hiển nhiên, giờ phút này hắn đang thi triển một môn hộ thân thần thông uy lực không tầm thường. Như vậy, khi đối mặt với Lưu Trường Lâm, hắn quả thực đã đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên, Lưu Trường Lâm vốn không có chiến ý, trên người độn quang cùng một chỗ, liền chạy thẳng tới biên giới quang cầu. Hắc hắc, đừng hòng trốn. Sau khi cười một tiếng quái dị, nham thạch mập mạp vung tay phải lên, một bàn tay khổng lồ bằng nham thạch xuất hiện ở phía trước Lưu Trường Lâm, nắm chặt lấy hắn. Tuy còn chưa nắm chắc, nhưng một lực lượng trấn áp cường đại đã khiến độn quang trên người Lưu Trường Lâm rung động mãnh liệt. Không tốt, tuyệt đối không thể bị hắn trấn áp. Lưu Trường Lâm thầm hô một tiếng không ổn, lập tức không chút do dự thúc dục thần thông Thanh Thiền Dực, hóa thành một đạo thanh mang, lấy tốc độ cực nhanh độn ra khỏi khu vực bao trùm của nham thạch cự thủ. Dù khoảng cách thanh mang bay vụt ra không xa, nhưng bởi vì ngay từ đầu đã trốn được quyết đoán, cho nên giờ phút này hắn đã tiếp cận sát biên giới quang cầu. Một hơi sau, hắn có thể phi độn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay nham thạch cự thủ lại xuất hiện một bóng người, chính là nham thạch mập mạp kia. Hắc hắc, ngươi muốn đi đâu? Trong tiếng cười khó chịu, nham thạch cự thủ hung hăng vung lên, liền đem nham thạch bàn tử hướng phía Lưu Trường Lâm hung hăng ném tới. Trên đường phi độn, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp, mảng lớn linh quang sền sệt màu vàng nổ bắn ra, lúc này muốn bao phủ Lưu Trường Lâm vào trong đó. Lưu Trường Lâm trong lòng cả kinh, vội vàng muốn thi triển Thanh Thiền Dực bỏ chạy lần nữa. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy, một đoàn linh quang màu bạc đột ngột xuất hiện ở phía dưới lộ tuyến phi độn của tên mập mạp nham thạch. Bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào, lúc này hắn liền xông vào bên trong đoàn linh quang màu bạc này. Sau một khắc, cả người hắn liền xuất hiện ở bên ngoài cấm chế quang cầu, chớp chớp hai con mắt nhỏ, còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Ta thua. Nham thạch bàn tử nhìn cấm chế quang cầu đang nhanh chóng biến hóa màu sắc, đầu tiên là ánh mắt ngây ngốc nỉ non một câu. Sau đó liền cực kỳ phẫn nộ chỉ vào các tông Đông Hoang mắng to, các ngươi là tu sĩ Đông Hoang còn cần thể diện sao? Lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để quyết đấu thắng bại. Tu sĩ Tây Hoang còn lại đang quan chiến cũng xôn xao, trước kia mặc dù cũng sẽ đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ, nhưng cuối cùng đều phải đánh một trận. Trực tiếp Na-di một phương thi đấu đến bên ngoài quang cầu như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Không cần mặt mũi, hèn hạ vô sỉ, cẩu tu Đông Hoang. Tu sĩ các tông Tây Hoang đều mắng to lên. Mà tu sĩ bên Đông Hoang này mới đầu cũng là da mặt nóng lên, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía người dẫn đội nhà mình, muốn biết là ai sử dụng. Thủ đoạn hèn mọn như vậy à, không, là thủ đoạn sáng suốt. Nhưng bị tu sĩ Tây Hoang mắng như vậy, bọn họ cũng mặc kệ, nhao nhao mắng trở về. Trong lúc nhất thời, các loại ô ngôn uế ngữ vang vọng toàn bộ khu vực trung ương. Xem ra kế hoạch đã thành công, nhưng thủ đoạn này vì sao không giống như đã nói? Hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cái này không quan trọng. Không sai, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần kết quả tốt, thủ đoạn là cái gì căn bản không quan trọng. Lúc này, Kim Tiên đạo chủ các tông Đông Hoang tuy rằng biểu hiện ra đều hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã kích động hẳn lên. Chỉ vì kế hoạch chấp hành đến đây, bên phía Tây Hoang cơ bản không thể ngăn cản. Ồ, pháp tắc không gian. Trong một lầu các không có Kim Tiên tọa trấn, một lão ẩu tóc trắng không khỏi kinh nghi một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một cỗ linh động cực kỳ không cân đối.
Trúc huynh, lần này các ngươi làm có chút quá đáng rồi. Thẩm Ngọc Long sắc mặt khó coi đứng dậy nói, ánh mắt nhìn thẳng Trúc Hạo thân khoác hỏa lân giáp đối diện. Thua chính là thua, chẳng lẽ thẩm huynh còn muốn ở chỗ Trúc mỗ đòi công bằng hay sao? Trúc Hạo lại là sắc mặt thay đổi cất cao giọng nói, tốt, ngươi rất tốt. Nếu Trúc huynh đã làm như thế, vậy thì đừng trách thẩm mỗ. Cát Phương, Lan Dịch, các ngươi đi thay Mộng trưởng lão và Khổng trưởng lão đi. Sau khi nói xong, Thẩm Ngọc Long liền ra lệnh cho hai tên trưởng lão chân tiên hậu kỳ đứng phía sau. Vâng, sư tôn. Hai người này đầu tiên là cùng quát lên, sau đó liền thúc giục một viên ngọc phù, trao đổi vị trí với hai gã trưởng lão trọng thủy môn đang giao đấu. Thấy tình cảnh này, Tây Hoang Kim Tiên còn lại cũng nhao nhao hạ lệnh, đổi trưởng lão chân tiên trung kỳ nhà mình thành chân tiên hậu kỳ. Tất cả tu sĩ Đông Hoang còn đang giao đấu đều biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy ra ngoài quang cầu. Dựa theo đạo lý, lúc này các tông Đông Hoang cũng nên học theo, thay thế các trưởng lão, để tu sĩ hậu kỳ long tranh hổ đấu. Nhưng kỳ quái là, Trúc Hạo và các kim tiên Đông Hoang lại đều không có hạ lệnh, mặc cho tu sĩ nhà mình trốn ra khỏi quang cầu cấm chế nhận thua. Không bởi vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ở trước khi Thẩm Ngọc Long hạ lệnh, đã có tu sĩ Đông Hoang thứ hai bị dịch chuyển ra khỏi quả cầu ánh sáng cấm chế. Nói cách khác, các tông Đông Hoang lập tức thành công chiếm được 4 vị trí trong vòng bát cường. Tại sao lại như vậy? Lưu Trường Lâm vốn dĩ bởi vì mơ mơ hồ hồ thắng một trận, đang cảm thấy mê hoặc, hiện tại thấy đối thủ tiếp theo của mình biến thành chân tiên hậu kỳ. Hơn nữa Nhạc đạo chủ còn không có thay đổi ý tứ của mình, thì càng nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là ta đắc tội Nhạc đạo chủ lúc nào? Lưu Trường Lâm lập tức không nhịn được suy nghĩ miên man. Cũng may một khắc sau, tiếng truyền âm của Nhạc Độc Hành vang lên trong nguyên thần của hắn. Trường Lâm, Nhạc đạo chủ, kính, xin nhanh chóng để cho Hoàng Lâu chủ hoặc Mễ trưởng lão thay thế vãn bối, trận giao đấu tiếp theo, vãn bối thật sự là không gánh nổi trọng trách. Sau khi hơi sững sờ, Lưu Trường Lâm lập tức thỉnh cầu nói. Trường Lâm, ngươi chớ có hoảng hốt, kế tiếp ngươi chỉ cần dựa theo phân phó của bản tọa làm việc, tính mạng tự nhiên không có gì đáng ngại. Dứt lời, Nhạc Độc Hành liền phân phó. Một lát sau, Lưu Trường Lâm không khỏi có chút chần chừ nói, Nhạc đạo chủ, vãn bối thật sự muốn làm như thế. Trường Lâm, ngươi phụng mệnh làm việc là được, nhất định không được làm trái. Về phần nguyên do trong đó, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Nhạc Độc Hành cũng không giải thích gì, chỉ nhấn mạnh một tiếng. Được, vãn bối nhất định phụng mệnh làm việc. Lưu Trường Lâm thầm than một tiếng, mặc dù có chút lo lắng bị tính kế, nhưng trước mắt y cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể vụng trộm nắm thanh long đinh trong lòng bàn tay, chờ đợi thời cơ. Bên kia, trong Hàn Cấn Tháp, Lạc Hồng trong lòng khẽ động, liền thu hồi thần niệm. Sau khi mở hai mắt ra, lại thấy được ba người Mục Yên Hồng. Mà đạo hữu, ngươi không nên trực tiếp như vậy. Mục Yên Hồng lúc này cũng mở hai mắt ra, sau khi nhìn hai người hám nghê ở một bên, liền có chút bất mãn nói. Ha ha, đạt được kết quả mong muốn là được rồi, tiếp theo tiên tử còn cần Lạc Mỗ tương trợ không? Cái gì cũng nghe ngươi, ta không phải rất không có mặt mũi, Lạc Mỗ chính là muốn nghịch phản, để ngươi gạt ta. Lạc Hồng trong lòng vui vẻ nói, không cần, Mạc đạo hữu có thể đi nghỉ ngơi trước một chút. Ván đã đóng thuyền, hơn nữa kế hoạch quả thật đã thành công, cho nên Mục Yên Hồng lập tức cũng không nói thêm gì. Các bạn vừa nghe xong tập 175 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.